Nếu người tu hành học đạo mà không hiểu Phật pháp thì cùng với người thế tục có khác gì chăng? Không có gì sai khác. Cho nên Kim Ngã Đẳng Thô Tri Lễ Nghĩa lược giải Phật pháp nay chúng ta chính là Đại sư Tịnh Am nói những người cùng loại, tức là những người xuất gia hoặc là những người tin theo Phật. Ngã Đẳng tức là chúng ta, Thô Tri là biết một cách đại khái đơn giản, chúng ta biết chút ít về lễ nghĩa, được hiểu sơ lược về Phật pháp. Ca sa bị thề, ca sa là y phục của người xuất gia, mặc đạo ca sa dung dị đắc, gia nhân đủ thế chủng bồ đề, có nghĩa là chớ bảo ca sa dễ dàng được, đều do nhiều kiếp gieo trồng hạt giống bồ đề. Xuất gia không phải là việc dễ dàng, nếu không có căn lành thì không thể xuất gia, dù có xuất gia cũng không được lâu dài, mà cần phải phát nguyện đời đời thế thế đồng tử nhập đạo tu hành, phát tâm bồ đề, chưa lập gia đình nhập đạo tương đối tu hành cũng dễ đắc được ngũ nhãn lục thông. Một khi không phải đồng tử thì không dễ tu hành, đương nhiên cũng có thể tu hành nhưng không dễ dàng vậy. Giới phẩm chiêm thân, giới có ngũ giới, bát giới, Bồ Tát 10 giới trọn, 48 giới kinh, tỳ kheo 250 giới, tỳ kheo ni 348 giới. Giới phẩm tức là thọ giới, tỳ kheo giới, xa di giới, Bồ Tát giới. Vậy thì chúng sanh thọ Phật giới tức nhập chư Phật vị, kinh Phạm Võng, chúng sanh thọ giới của Phật thì vào địa vị chư Phật. Cho nên nói giới phẩm chuyên thân tức là đắc được giới thể của Kim Cang Quang Minh Bảo Giới. Thử chi trọng ân tùng sư trưởng đắc, cả xa trang nghiêm đắc thân, giới pháp nhuận thấm thân mình, ân đức sâu nặng như thế là nhờ sư trưởng mà được. Nhược cầu tiểu quả cần năng tự lợi, đắc được cả xa đắc thân, giới pháp nhuận thấm thân mình. Nếu không tu pháp đại thừa, chỉ tu đạo tiểu thừa, chỉ cầu chứng quả A-la-hán đó cũng tốt, nhưng đây chỉ là tự lợi mà không thể lợi tha, chỉ có thể tự giác mà không thể giác tha, chỉ có thể tự độ mà không thể độ tha. Kim vị đại thừa phổ nguyện lợi nhân, nay vì chủng tử đại thừa phát tâm bồ đề, phổ nguyện lợi ích cho tất cả chúng sanh mà quên đi bản thân mình. Tắc thế xuất thế gian nhị trùng sư trưởng câu mông lợi ích, như thế sư trưởng thế gian và sư trưởng xuất thế, cả hai sư trưởng đều được ích lợi, đó là báo ân sư trưởng. Vì thầy là người dạy chúng ta tu hành, hành đạo là do thầy giúp chúng ta thành tựu, vậy thì sư trưởng thế gian và sư trưởng xuất thế gian cũng đều được lợi ích. Thị vi phát bồ đề tâm, đệ tam nhân duyên giã, đây là nhân duyên thứ ba của sự phát tâm bồ đề. 4. Niệm thí chủ ân, nguyên văn. Ầm Hán Việt, Vân Hà niệm thí chủ ân, vị ngã đẳng kim già nhật dụng sở tư tịnh phi kỷ hữu, nhị thời trúc phạn tứ quý y thường tật bệnh sở nhu thân khẩu sở phí tử giai xuất tự tha lực tương vi ngã dụng bỉ tắc kiệt lực cung canh thượng nam hồ khẩu ngã tắc an tọa thọ thực do bất xứng tâm bỉ tắc phường chức bất dĩ do tự gian nan ngã ư an phục hữu dư ninh chi ái tích bỉ tắc tất môn đồng bồng hộ nhiễu nhương trung thân ngã tắc quảng vũ nhãn đình ưu du tất tế dĩ bỉ lao nhi cung ngã giật ư tâm an hồ tương tha lợi nhi nhuận kỷ thân ư lý thuận hồ tự phi bi trí song vận phước huệ nhị nghiêm đàn tín chiêm ân chúng sanh thọ tứ tắc lạc mễ thốn ti thù thường hữu phận ác báo nan đảo thị vi pháp bồ đề tâm đệ tử nhân duyên giã. Dịch: nhớ ơn thí chủ là thế nào? Chúng ta ngày nay mọi thứ cần dùng hàng ngày đâu phải của mình, cơm cháo 2 buổi, quần áo 4 mùa, tật bệnh cần dùng, thân miệng tiêu xài đều xuất từ sức lực của kẻ khác mà đem đến cho ta sử dụng. Người nhọc sức cày cấy còn khó nơi miệng, ta ngồi không mà ăn vẫn chưa vừa ý, kẻ dệt đan mãi hoài mà vẫn gian nan cực khổ, còn ta an nhàn y phục thường thãi, há không thương tiếc. Họ nhà tranh cửa lá cực nhọc suốt đời, còn ta phòng lớn sân rộng thong thả cả năm, đem cái cực nhọc của họ cung phụng cái an nhàn cho ta, làm sao an lòng. Đem cái lợi ích của người để cung cấp cho sự no ấm cho thân xác mình có hợp lý chăng? Do đó phải vận dụng cả hai thứ bi trí, trang nghiêm cả hai mặt phước huệ để thí chủ nhờ ơn chúng sanh được phước. Nếu không thì dù chỉ là một hạt gạo, một tấc vải cũng phải có phần trả nợ, đó là nhân duyên thứ tư của sự phát tâm bồ đề. Rằng: Vân Hà niệm thí chủ ân,
niệm ở đây không phải là báo đáp mà là không nên quên. Tâm niệm phải luôn nhớ ân thí chủ đối với chúng ta. Nó như thế nào đây? Vị ngã đẳng kim giả. Kim giả là hiện nay, tức là nói chúng ta hiện nay, nhật dụng sở tư, tịnh phi kỷ hữu. Sở tư là những thứ vật phẩm cần dùng hàng ngày, không phải của mình, đều do người khác cúng dường, nhị thời trúc phạm, tứ quý y thường, tật bệnh sở nhu, sáng ăn cháo, trưa ăn cơm, quần áo bốn mùa, cùng với những thuốc men khi bệnh tật cần dùng, thân khẩu sở phí, thử giai xuất tự tha lực, tương vi ngã dụng. Những gì mà thân miệng chi dùng, thân phải mặc y phục, miệng cần ăn cơm, đều do người khác cúng dường để ta sử dụng, tu hành, học đạo. Bị tắc kiệt lực cung canh, thượng nan hổ khẩu. Người nông phu suốt ngày đổ giọt mồ hôi vô cùng cực khổ, có lúc còn không đủ cơm ăn. Ngã tắc an tỏa thọ thực do bất xứng tâm. Ta thì không làm gì hết, ngồi không thọ nhận những món ẩm thực. Cơm canh đã được dọn sẵn, còn chọn lựa đồ ăn thức uống món này. Giờ nói món kia không ngon, bị tóc phường trước bất dĩ do tự gian nan. Vải mà ta mặc, do người dệt vải suốt ngày đang dệt không thôi, công việc làm hoài không hết, họ thì gian nan cực khổ mới dệt ra tấm vải. Ngã ư an phục hữu dư, ninh chi ái tích, còn ta thì an nhàn hưởng dụng, ăn mặc thừa thãi, lại không biết thương tiếc sự vất vả gian nan của vật chất. Bị tóc tất môn bổng hộ, nhiễu nhương trung thân, nhà cửa họ ở thì rách nát, vườn cửa đều cũ nát. Trong một đời của họ cũng không được sự an lạc gì. Ngã tắc quảng vũ nhàn đỉnh, yêu du tuất tuế. Còn chỗ ta ở thì rất rộng rãi, sân vườn cũng rất lớn. Vườn hoa hồ nước, cái gì cũng chuẩn bị sẵn, cho nên rất thong thả tự tại. Năm này, qua năm khác không cần phải cực khổ lao nhọc. Dĩ bỉ lao nhi, cung ngã giật, ư tâm an hồ. Lấy hết sự cực khổ của người để cung phụng sự an nhàn hưởng thọ cho ta. Vì thế thử hỏi lại mình, có được an lòng chăng? Tương tha lợi nhi nhuận kỷ thân, ư lý thuận hồ, đem sự lợi ích của người để làm no ấm thân ta có hợp lý chăng? Thì không hợp lý vậy. Tự phi bi trí song vận, phước huệ nhị nghiêm, vậy thì phải làm như thế nào? Cần phải tu từ bi quán, tu trí huệ quán, không những tu phước mà còn cần phải tu huệ. Tu phước tu huệ trang nghiêm cả hai thứ mới có thể trồng phước cho người thế gian, đàn tín chiêm ân, chúng sanh thọ tứ. Trang nghiêm tu cả hai mặt trí huệ, hồi hướng cho thí chủ, thì thí chủ mới có thể nhờ được ân huệ, chúng sanh cũng nhận được phước của mình. Tắc lạc mễ thốn ti, thù thường hữu phận ác báo nan đào. Nếu không thì nhận sự cúng dường một hạt gạo hoặc một tấc vải của người sau này cũng phải trả nợ. Cho nên nói, thiện thí nhất là mễ, trọng như tu di sơn, ngật liễu bất tu đạo, phi mau đái giác hoàng. Dịch, thiện thí một hạt gạo, nặng như núi tu di, ăn rồi không tu đạo, đội lông mang sừng trả. Người xưa nói, một bữa cháo, một bữa cơm, thường suy nghĩ chỗ đến không dễ. Nửa sợi tơ, sợi chỉ, thường nhớ công người làm ra vật chất khó khăn. Đó là điều chúng ta cần phải biết, cho nên nếu quý vị không tu hành, thì tam tâm bất liễu thủy nan tiêu. Dù uống một ngụm nước của người cúng dường thì sau này cũng hoàn trả, cho nên nói quả báo ác khó tránh. Thị vi phát bồ đề tâm đệ tứ nhân duyên dã, đây là nhân duyên thứ tư của sự phát tâm bồ đề. Năm, niệm chúng sinh ân. Nguyên văn ầm Hán Việt, Vân Hà niệm chúng sanh ân. Vị ngã giữ chúng sanh, tủng phán kiếp lai, thế thế sanh sanh, hỗ vi phụ mẫu, bị thử hữu ân. Kim tùy cách thế hôn mê, hỗ bất tương thức, dĩ lý thôi chi, khởi vô báo hiệu, kim chi phi mau đái giác, an chi phi tích, vi kỳ từ hồ. Kim chi nhuyễn động quyên phi, an chi bất tằng vi ngã phụ hồ, mỗi kiến ấu ly phụ mẫu, trưởng nhi du mạo đô vong, hà huống túc thế thân duyên, kim tóc trương vong. Trường vương nàn ký, bỉ kỳ hào hô ư địa ngục chi hạ, huyền truyền ư ngạ quỷ chi trung, khổ thống thủy chi, cơ hư an tố. Ngã tuy bất kiến bất văn, bỉ tất cầu trừng cầu tế, phi kinh bất năng trần thử sự, phi phật bất năng đạo thử ngôn. Bỉ tà kiến nhân hà túc dĩ chi thử, thị cố bồ tát quán ư lâu nghị, giai thị quá khứ phụ mẫu vị lai chư Phật. Thường tư lợi ích, niệm báo kỳ ân, thị vi phát bồ đề tâm, đệ ngũ nhân duyên dã.
Dịch: Thế nào là nhớ ơn chúng sanh? Ta cùng với chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay, đời đời kiếp kiếp thay đổi làm cha mẹ, kia đây đều có ơn với nhau. Nay tùy cách đời hôn mê, không nhớ biết nhau, nhưng lấy lý mà suy ra thì làm sao không đem sức báo đáp. Ngày nay đội lông mang sừng, nhưng biết đâu kiếp trước ta không phải là con cái của chúng. Hiện tại là các loài bò bay máy chạy, nhưng biết đâu quá khứ chúng đã không phải là cha của ta. Thường thường nhìn thấy thơ ấu mà lìa xa cha mẹ, thì lớn lên đã quên hết hình dáng song thân. Huống chi cha mẹ con cái đời trước kiếp trước là họ Trương hay là họ Vương, ngày nay khó mà nhớ rõ. Họ gào thét trong địa ngục, ngất ngư trong ngạ quỷ, thống khổ ai biết, đói khát kêu ai. Tùy ta không thấy không nghe, nhưng họ tất cầu cứu độ. Ngoài kinh ra nơi đâu bày tỏ được việc này, không Phật chẳng ai chỉ rõ cảnh ấy. Còn kẻ tà kiến làm sao có đủ sức mà biết được. Cho nên Bồ Tát quan sát sâu kiến, thấy toàn là cha mẹ quá khứ và chư Phật vị lai, thường nghĩ cách lợi ích cho chúng và thường nhớ trả ơn cho chúng. Đó là nhân duyên thứ năm của sự phát tâm Bồ Đề. Giảng: Vân Hà niệm chúng sanh ân. Sao gọi là không quên ân chúng sanh? Chúng sanh thì bao gồm 12 loại chúng sanh: bay lặn động, trực thai loãng, loãng thấp hóa, hữu tưởng vô tưởng, hữu sắc vô sắc, phi hữu tưởng phi vô tưởng, phi hữu tưởng phi vô tưởng. Thậm chí ngay cả các loài mũi mỏng sâu kiến cũng đều ở trong. Vị ngã giữ chúng sanh tủ khoáng kiếp lai, ta cùng với 12 loại chúng sanh này từ vô lượng kiếp cho đến nay, thế thế hết sanh sanh. Hỗ vi phụ mẫu bị thử hiếu ân, vì đời đời kiếp kiếp luân hồi chìm nổi, cho nên thay đổi làm cha mẹ, thay đổi làm con cái, kia đây đều có ân với nhau. Kim tùy cách thế hôn mê, hỗ bất tương thức. Này tùy cách đời hôn mê mở mịt rất hồ đồ nên không hiểu rõ, kia đây đều không nhớ biết nhau. Dĩ lý thôi chi khởi vô báo hiệu, nhưng lấy ý nghĩa này để suy ra, để truy cầu thì kia đây nên ra sức đền đáp lẫn nhau. Báo là báo đáp, hiệu là hiệu lực. Kim chi phi mau đái giác, an chi phi tích vi kỳ từ hồ. Này những loài chúng sanh đội lông mang sừng, nhưng làm sao biết được ta không phải là con cái kiếp trước của chúng. Kim chi nhuyễn động quê phi, an chi bất tàng vi ngã phụ hồ. Này những loài hàm linh bỏ bay máy chạy, những loài động vật rất nhỏ bé, ví dụ mũi mỏng, ruồi, là những loài động vật rất nhỏ có thể bay. Những sanh linh nhỏ bé như thế làm sao biết được chúng nó đời quá khứ không phải là cha của ta. Mỗi kiến ấu ly phụ mẫu, trưởng nhi du mạo đô vong. Thường nhìn thấy những người lớn tuổi còn thơ ấu mà lìa xa cha mẹ, thì lớn lên đã quên hết dung mạo của song thân. Hà huống túc thế thân duyên, kim tắc trương vương nan ký. Huống chi là cha mẹ con cái đời trước, đời trước là họ Trương hay là họ Vương, ngày nay đã không còn nhớ rõ nữa. Bị kỳ hào hô ư địa ngục chi hạ, uyển chuyển ư ngạ quỷ chi trung. Họ gào thét ở trong địa ngục, xoay vòng trong ngạ quỷ không thoát ra được. Khổ thống thủy chi, cơ hư an tố, sự thống khổ của họ ai biết. Hoặc là được no lòng, hoặc là vẫn còn nơi đó đói khát tột cùng, thì bảo cho ai biết đây. Ngã tuy bất kiến bất văn, bị tất cầu chừng cầu tế. Tuy ta không thấy không nghe, nhưng họ đang ở đó, nhất định đang tìm người cứu giúp tế độ. Phi kinh bất năng trần thử sự, phi Phật bất năng đạo thử ngôn. Nếu không phải là kinh điển thì không thể nói rõ những vấn đề này. Nếu không phải Đức Phật là đấng có trí huệ sáng suốt thì cũng không thể nói ra tiền nhân hậu quả, nói ra những ý nghĩa rõ ràng đó. Vì tà kiến nhân hà túc dĩ tri thử. Những người tà tri tà kiến kia không tin có nhân có quả, đương nhiên không biết được điều này. Thì cố Bồ Tát quán ư lâu nghị, gia thị quá khứ phụ mẫu vị lai chư Phật. Lâu nghị tức là loài sâu kiến, cho nên Bồ Tát ngay cả nhìn sâu kiến cũng cho chúng là cha mẹ quá khứ của mình, là chư Phật vị lai. Thường tư lợi ích, niệm báo kỳ ân, thường nghĩ đến những việc lợi ích cho các loài sâu kiến, đó là muốn báo ân cha mẹ, báo ân chư Phật. Thị vi phát Bồ Đề tâm đệ ngũ nhân duyên dã, đó là nhân duyên thứ năm của phát tâm Bồ Đề. 6. Niệm sanh tử khổ, nguyên văn. Âm Hán Việt: Vân Hà niệm sanh tử khổ, vị ngã giữ chúng sanh tùng khoáng kiếp lai, thường tại sanh tử vị đắc giải thoát, nhân gian thiên thượng thử giới tha phương.
xuất một vạn đoan thăng trầm phiến khắc. Nga yên nhi thiên, nga yên nhi nhân, nga yên nhi địa ngục xúc sanh ngạ quỷ, hắc môn chiêu xuất nhi mộ hoàng, thiết quật tạng ly nhi hiệu nhập, đăng đao sơn giã, tắc cử thể vô hoàn phu, phan kiếm thọ giã, tắc phương thốn giai cát liệt, nhiệt thiết bất trừ cơ, thôn trì tắc can trường tận lạc, dương đồng nan liệu khát, ẩm chi tắc cốt nhục đô mi, lại cứ giải chi, tắc đoạn nhi phục tục, xào phong suy chi, tắc tử dĩ hoàn sanh, mãnh hòa thành trung, nhẫn thính thiếu hảo chi thảm, tiêu ngao bản lý, đán văn khổ thống chi thanh, băng đống thủy ngưng, tắc trạng tự thanh liên, nhụy kết, huyết nhục ký liệt, tắc thân như hồng ngẫu hoa khai, nhất dạ tử sanh, địa hạ mỗi kinh vạn biến, nhất chiêu khổ thống, nhân gian dĩ quá bách niên, tần phiền ngột tốt bỉ lao, thủy tín diêm ông giáo giới, thọ thời chi khổ, tuy hối hận dĩ hà truy, thoát dĩ hoàn vong, kỷ tác nghiệp giã như cố, tiên lư xuất huyết, tùy chi ngô mẫu chi bi, khiên thỉ tựu đồ, yên thước nái ông chi thống, dịch. Thế nào là nhớ khổ sinh tử? Ta cùng với chúng sanh từ vô lượng kiếp đến nay, cứ ở mãi trong vòng luân hồi sinh tử, chưa được giải thoát. Khi sanh trong loài người, lúc ở trên thiên cảnh, khi ở thế giới này, lúc ở phương khác, ra vào đủ cách, lên xuống liền liền, thoáng chốc làm trời, thoáng chốc làm người, thoáng chốc sanh vào cõi địa ngục ngạ quỷ xúc sanh. Cửa đen sáng ra chiều về, hang sắt mới tạm lìa khỏi lại bước vào. Lên núi đao thì thân thể không còn mảnh da nguyên vẹn, vào rừng kiếm thì tim gan cũng bị cắt xả. Sắt nóng không huyết đói, mà nuốt vào thì ruột gan cháy nát, đồng sôi đâu khỏi khát, mà uống vào thì xương tan thịt nát. Cưa bén cắt thân, cắt đứt da là liền lại, gió lạ thổi vào thì chết rồi lại sống ngay. Trong thành lửa dữ chỉ nghe tiếng thét gào thảm thiết, trên bàn trương nướng toàn nghe âm thanh đau khổ thống thiết. Băng tuyết đông lại thì như sen xanh kết nhụy, máu thịt rã ra thì như sen đỏ mới nở. Ở trong địa ngục, một đêm chết sống thường đến cả vạn lần, một buổi thống khổ mà như trăm năm ở nhân gian, mãi hoài làm cho ngục tốt, mệt nhọc. Nhưng có ai chịu nghe lời Diêm Vương khuyên bảo, khi thọ quả báo mới biết đau khổ, dẫu hối hận cũng đâu có kịp. Lúc thoát khỏi cảnh khổ thì lại quên ngay, vẫn tạo nghiệp y như cũ, đánh con lừa đến đổ máu, đâu biết đó là cái bi thảm của mẹ mình, lôi con heo đến lò thịt, nào hay đích thị cái đau thương của cha ta. Giảng, Vân Hà niệm sinh tử khổ, thế nào là không quên cái khổ sinh tử, sanh có gì thống khổ, khi chết lại có chi đau khổ. Chúng ta khi sanh ra, đau khổ như bị ngọn núi ép lại. Khi chết tứ đại phân lìa cũng không dễ dàng lìa bỏ cái túi da thối, cho nên rất đau khổ. Có người nói sanh như rùa, sống thoát xác, chết như lột da bò, rất là đáng sợ. Vì ngã dữ chúng sanh, ta và chúng sanh đều có mối quan hệ lẫn nhau. Tùng khoáng kiếp lai, thường tại sanh tử. Khoáng kiếp tức là trước kia rất lâu, không biết bao lâu. Chúng ta tưởng vô lượng kiếp, cứ sanh rồi lại chết rồi lại sanh. Chết rồi lại sanh rồi lại chết, sanh tử 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 sanh. Cứ mãi tuần hoàn, không lúc nào thôi. Vị đắc giải thoát, tuy thường muốn giải thoát nhưng hôm nay muốn tu hành, ngày mai lại muốn đi chơi, ngày mốt lại muốn ăn, ngày sau nữa chỉ muốn uống, làm mất đi chánh niệm, đều là tà niệm, không có niệm đạo tâm. Cho nên không được giải thoát. Nhân gian thiên thượng, có lúc đến nhân gian làm người, có lúc lại sanh lên trời, làm công đức thiện, thì được sanh lên thiên giới, tạo nghiệp tội, thì đọa địa ngục. Cho nên cứ mãi luân chuyển trong lục đạo luân hồi, thường không ra khỏi, thử giới tha phương, xuất một vạn đoan. Cứ như thế, từ thế giới này đến thế giới khác, thay đổi di dân, vốn là người Trung Quốc, lại muốn nhập quốc tịch Mỹ, vốn là người Mỹ, lại muốn nhập quốc tịch Trung Quốc. Đó gọi là ra vào đủ cách, lên xuống liền liền, không có đầu, không có mối, có đủ thứ nhân duyên, thăng trầm phiến khắc, xoay chuyển trong vòng sanh tử, có lúc thì thăng lên như ngồi thang máy lên trời, có lúc giáng xuống như ngồi thang máy xuống địa ngục, xuống nhả lao dưới đất, đây đều là ví dụ, y nói nhanh như thế. Nga yên nhi thiên, nga yên nhi nhân, thoáng chốc sanh lên trời, thoáng chốc lại làm người, nga yên nhi địa ngục, xúc sanh ngạ quỷ, thoáng chốc mẹ đọa địa ngục, làm xúc sanh hoặc chuyển vào cõi ngạ quỷ.
Hắc môn chiêu xuất nhi mộ hoàn, ở cửa đen này, tức là trong cõi địa ngục, sáng sớm mới bước ra, chiều tối lại trở về. Thiết quật tạm ly nhi hữu nhập, thiết quật là hang sắt, cũng là ví dụ cho địa ngục, giống như ở trong hang sắt. Không có chỗ để đi, tuy tạm thời lìa khỏi, nhưng trong nháy mắt lại bước vào. Đó là vì vẫn tạo nghiệp như cũ, cho nên lại bước vào. Đăng đao sơn giã, tắc cử thể vô hoàn phu. Lên núi đao thì toàn thân thịt nát máu chảy, thân thể không còn mảnh da nguyên vẹn. Phan kiếm thọ giã, tắc phương thốn dai cát liệt. Phương thốn tức là tâm. Vào rừng kiếm thì tâm bị cắt đứt, ví dụ bệnh tim thì cũng giống như đi đến núi đao vậy, thoáng chốc cắt nát con tim. Nhiệt thiết bất trừ cơ, thôn chi tắc can trường tận lạc. Ăn sắt nóng cũng không thể no, vì nó là sắt đốt nóng lên. Khi đói bụng ăn nó, tuy ăn nhưng mà gan và ruột đều bị nó đốt cháy nát. Dương đồng nan liệu khát, ẩm chi tắc cốt nhục đô mi. Dương đồng tức là đồng nung biến thành nước đồng. Nhìn thấy chỗ đó có nước thì muốn uống, nhưng uống vào thì không thể đỡ khát. Uống vào thì xương tan thịt nát. Lại cứ giải chi tắc đoạn nhi phục tục. Dùng cơ bén cắt thân, vốn cắt đứt rồi, nhưng vì nghiệp báo cắt đứt ra lại liền lại. Đó là nói chúng ta tạo nghiệp vốn không muốn làm nữa, nhưng lại làm tiếp như cũ. Vì thế lại bị quả báo cơ xẻ, xảo vong suy chi tắc tử dĩ hoàng sanh. Địa ngục có một loại gió lạ, đó là gió nghiệp của chúng ta. Gió lạ này vừa thổi thì sau khi chết lại sống lại. Sống lại làm gì? Không phải nói mua một chiếc xe hơi ở trong một tòa nhà đẹp đẽ, ở nơi đó hưởng thụ, mà sống lại để chịu khổ, phải nhận quả báo, nhận tội. Cho nên nói chết cũng không thể chết, sống cũng không thể sống. Mãnh hỏa thành trung, nhẫn thính thiếu hàng chi thảm. Trong thành lửa dữ thiêu, tổ nhân bị thiêu đốt, kêu gào thảm thiết, kêu trời, kêu đất, kêu cha, kêu mẹ, rất là tàn nhẫn, rất là thê thảm. Tiên ngao bản lý, đan văn khổ thống chi thanh. Địa ngục có một loại bản trưng nấu, để tội nhân ở trong bản này, ở dưới để lửa thiêu đốt. Ở trong bản trưng thiêu đốt này cũng tức là ở trong nồi. Chỉ nghe tiếng người ở trong đó nói, đau quá, khổ quá. Băng đống thủy ngưng tác trạng tự thanh liên vị kết. Thanh liên vị kết tức là nụ hoa sen xanh vừa mới nở. Đây là nói trong địa ngục băng lạnh. Băng vừa đông lại, máu thịt của tội nhân giống như sen xanh kết nhụy. Huyết nhục ký liệt, tác thân như hồng ngẫu hoa khai. Đến khi máu thịt giã ra thì giống như hoa sen đỏ mới nở. Đây là hình dung dường như rất đẹp mắt vậy, nhưng thật ra rất đau khổ. Nhất dạ tử xanh, địa hạ mỗi kinh, vạn biến. Trong địa ngục một đêm, sống rồi lại chết, chết rồi lại sống cả vạn lần. Nhất chiêu khổ thống, nhân gian dĩ quá bách niên. Vì khi đau khổ, cảm thấy thời gian rất dài. Một ngày đêm trên cõi Tứ Thiên Vương là 500 năm ở cõi người chúng ta. 100 năm ở cõi người chúng ta là một ngày đêm ở địa ngục. Cho nên những tội nhân ở trong địa ngục một ngày đêm thì nhân gian chúng ta đã rất dài lâu. Cho nên nói chết sống thường đến vạn lần. Tần phiền ngục tốt bỉ la khiến cho quỷ tốt trong địa ngục vô cùng mệt nhọc. Nói ôi thật là mệt nhọc, hôm nay công việc quá nhiều, mệt quá. Ngay cả họ cũng than phiền mệt nhọc. Thùy tín Diêm Ông giáo giới, nhưng lại có ai nghe lời khuyên bảo của Diêm Vương. Thọ thời tri khổ, tuy hối hận, dãi dĩ hà truy. Đến khi thọ quả báo mới biết đau khổ, biết hối hận, nhưng đã muộn màng. Thoát dĩ hoàn vong, kỳ tác nghiệp giã như cố. Mà đến khi thoát khỏi cảnh khổ, thì quên ngay cảnh khổ. Vì thế cứ tạo nghiệp như cũ. Chúng ta là điên đảo như thế, vết thương lành rồi thì quên đi sự đau nhức. Khi chịu khổ đau thì nói ta cần phải không làm các việc ác, phải làm các việc lành. Nhưng đến khi thoát khỏi cảnh khổ đau, lại khởi lên các vọng tưởng không chánh đáng, cứ mãi đi làm các việc sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Con người là động vật, không có tông chỉ, không có trí huệ. Tiền lừ xuất hiện, thùy tri ngô mẫu chi bi, người A, mắt thịt phàm phu. Không biết tiền nhân hậu quả, cho nên ai thuận theo ý ta thì sống, nghịch ta thì chết. Không cần nói lừa, mà là mũi mỏng, ruồi kiến, phàm là những loài động vật có máu huyết, đều có mối quan hệ quyến thuộc với ta, có mối nhân quả không thanh tịnh. Ở bên trong, chúng ta không biết, cứ đánh bậy chửi bạ, chửi cái này mắng cái kia, đánh cái này đập cái kia, kỳ thực đều là tương tản cốt nhục. Mình như kẻ mù nói bừa làm bậy, cho nên Phật nói, người nam đều là cha của ta, người nữ đều là mẹ của ta. Đây là nói người, vậy muốn nói rộng ra thì nam tử
hoặc cũng là mẹ của ta, hoặc là nữ nhân cũng có thể là cha của ta. Tại sao lại nói như thế? Vì cha kiếp trước của ta không nhất định thường thường là người nam, mẹ kiếp trước của ta cũng không nhất định là người nữ. Đức Phật chỉ nói một cách tổng quát, chúng ta nếu muốn làm một bài văn chi tiết thì cần phải suy rộng ra, bổ sung cho đầy đủ. Không những người là cha mẹ của ta, mà ngay cả tất cả các loài bò bay máy chạy, trâu ngựa, dê gà, heo chó, 12 loại chúng sanh đều có mối quan hệ quyến thuộc quyến nhục với ta. Nhưng vì chúng ta ngược giác hợp trần, nhận không rõ mối quan hệ này, cho nên rõ ràng là cha của ta mà ta xem như kẻ thù, rành rành là mẹ của ta mà ta xem như oan gia. Cho nên tuy là lừa, nhưng ở kiếp trước là mẹ của ta, chỉ vì bà tạo nghiệp quá nặng, thác sanh làm con lừa. Vì mình là kẻ phàm phu không biết, nên lấy roi, lấy gậy đánh, cho rằng nó là việc không siêng năng thì cần phải đánh. Nhưng mỗi khi roi đánh vào thân lừa, thì người mẹ kiếp trước đau lòng khôn xiết, bật lên tiếng khóc nức nở. Vừa rồi Dương Mỗ nói về công án cho các ông nghe. Các ông không nên cho rằng là lời nói vô căn cứ, đây là điều có thể xảy ra. Heo chó cũng thay nhau làm cha mẹ con cái, phàm là chúng sanh đều thay đổi di dân, cùng nhau giao lưu, linh tánh cùng nhau thay đổi. Thường muốn tìm cho mình một ngôi nhà mới để ở, vì thế xuất mã phúc nhập lưu thai, diêm vương, điện tiền kỳ độ hồi. Thủy Tùng Đế Thích điện tiền quá, hiểu đáo diêm quân qua Lý Lai, dịch ra khỏi bụng ngựa, lại làm thân lừa, cung điện diêm vương nhiều lần đến, mới từ điện ngọc đế qua, lại vào trong trào dầu của diêm vương. Vừa mới từ cõi trời Đế Thích đi qua, lại vào trong trào dầu của diêm vương. Cho nên không chỉ chúng ta thích du lịch mà linh hồn cũng thích du lịch, cho rằng đây là trò chơi rất thú vị. Có lúc thì đi đến chỗ bình an như ở trong khách sạn, có rất nhiều thứ để hưởng thụ, có nhà vệ sinh, phòng tắm, giường nệm, lò xo, ngủ ở trên. À, còn sướng hơn nhà mình nữa, vì ham hưởng thụ, ăn cũng muốn ăn cho ngon, mùi vị thơm tho, cũng muốn ở chỗ sang trọng danh tiếng. Như thế tham hưởng thụ thì đi sai đường, ham thức ăn ngon thì ăn gà, vịt, cá, thịt, thay đổi cách nấu để ăn cho sướng miệng, ăn rồi thì phải lo trả nợ. Thiếu tiền của người thì phải trả lại tiền cho người, nợ thịt của người thì làm sao mà không trả thịt lại. Cho nên chúng ta ăn nhiều như thế, muốn không trả nợ thì cũng không được. Vì thế nên đi làm quyến thuộc của heo bò dê để trả nợ. Trước kia nước Mỹ có một người được gọi là đại vương thịt gà, là người chuyên bán gà rô ti, chính là người chế biến ra món Kentucky Fried Chicken và là chủ nhân sáng lập những nhà hàng fast food KFC. Bạn nghiên cứu kỹ dáng của người ấy thì giống như một con gà trống già vậy. Một ngày ông ta giết hàng vạn con gà, nhiều vô lượng vô số. Tại sao vậy? Vì không chỉ ông ta ở kiếp quá khứ bị người ta ăn thịt, mà quyến thuộc của ông cũng bị ăn thịt rất nhiều. Cho nên kiếp này ông làm người, thì những người ăn thịt gà này lại sanh làm gà bị ông giết ăn thịt. Đó là cùng nhau bón phân, nó bón phân cho ông để ông đi làm gà. Ông bón phân cho nó cũng khiến cho nó sau này làm gà. Đó là thay nhau trồng cái nhân lai sanh, trồng cái quả báo kiếp sau. Cho nên bạn nhìn thấy người bán thịt dê, dáng của ông ta giống như dê vậy. Vì kiếp trước bị người ta ăn thịt quá đau khổ, kiếp này muốn báo thù hận máu, cho nên ông ta làm người. Thì những người ăn thịt dê lại đi làm dê để trả nợ. Bạn nhìn thấy cặp mắt của người bán dê rất giống con dê, không chút gì sai khác. Người bán thịt dê nhất định giống dê, người bán thịt gà thì giống gà, người bán gà Tây thì giống như gà Tây. Ông đi khắp nơi xem, người bán cá thì giống cá. Tôi tuy không ăn những thứ đó, nhưng tôi vừa nhìn thì biết ngay. Thì ra bán thứ gì? Chính là thứ đó truyền thế báo thù. Cho nên thế giới này chính là như thế, lưới nghiệp đan dệt, luân hồi không thôi. Hôm nay đoạn văn này nói rất rõ ràng, vậy tôi cũng mượn đoạn văn này vì các ông nói rõ mối quan hệ nhân duyên quả báo, người và súc sanh, hoặc là cũng cùng nhau xen kẽ, lưới nghiệp đan dệt, luân hồi không thôi, hoặc là có người thương chó, chó lại thác sanh làm chàng trai anh Tuấn, đi tìm người đời trước ăn thịt mình làm vợ. Ở huyện Lạc Lâm Đông Bắc của tôi có một người kết nghĩa anh em với tôi. Bạn xem, anh em kết nghĩa với tôi người nào cũng đều có. Kiếp trước anh ta là đào kép đóng tuồng làm nghề minh tinh điện ảnh. Anh ta đóng tuồng thì hát những loại tuồng có tính cách văn nhân nho nhã, lúc nào cũng đóng vai tiểu sinh, vì thế kiếp này sanh ra rất nho nhã lịch sự.
Nhưng vợ của anh ta thì mập thù lù, thì ra cô ta chính là con chó cái nhỏ ở kiếp quá khứ thường theo anh ta khi anh ta đóng tuồng. Vì anh ta rất thương chó, cho nên khi anh ta thác sanh lại làm người, con chó này bèn đi theo làm vợ của anh. Nhưng bạn đoán như thế nào, một ngày từ sáng đến tối ầm ầm đùng đùng giống như con chó còn cắn anh ta vậy, suốt ngày cãi lộn với anh, cãi lộn đến nỗi anh muốn tìm cách thoát mà thoát không được. Làm sao đây, làm sao đây, suốt ngày cứ nhăn mặt khổ não, cho nên người diễn tuồng thương con chó, kiếp sau bèn làm vợ chồng. Nếu là người nữ thì sao, hoặc cũng là người thương chó, nó bèn làm chồng của cô ta, cũng suốt ngày đánh nhau cãi lộn, hoặc là người chồng kia là con chó đực, thích tìm một con chó cái khác, cho nên đến khi làm người cũng vẫn muốn đi tìm người nữ khác, đó là tranh đoạt tình cảm, ghen tương đố kỵ, làm cho gia đình náo loạn không được an ổn. Bạn xem có đáng thương không? Tôi chỉ nói đại khái như thế. Hôm nay ông là nhắc đến việc đoạn trừ ái dục. Thật đoạn trừ ái dục, nên tôi hỏi ông ta, thật vậy chăng? Ông không dám thừa nhận, ấp a ấp úng nói lảng qua chuyện khác, trả lời qua loa lấy hạ. Đây chính là người đang đóng tuồng trong lục đạo luân hồi. Ôi, một khi sanh được làm người thì cảm thấy không có gì đáng lo nữa. Ở đó điên điên đảo đảo rong ruổi khắp nơi. Đánh con lửa ra máu, thủy chi ngô mẫu chi bi. Thủy là người nào? Người đánh con lửa ra máu, lửa đau thương khôn xiết, khóc la thảm thiết. Nhưng mà ai biết được, lửa này vốn là mẹ kiếp trước của người. Khiên thỉ tiểu đồ, yên thức nãi ông chi thống, lấy dây trói con heo lôi đến lò thịt. Khi heo bị giết vô cùng đau khổ, nhưng con heo này chính là cha của người kiếp trước, nhưng người vẫn không biết, vẫn kéo đi giết. Mày ăn mập như thế, giết đi rồi nói chuyện sau, cho nên cha của người kia đau khổ khôn cùng. Nguyên văn. Âm Hán Việt. Thực kỳ tử nhi bất tri, văn vương thượng nhĩ, đạm kỳ thân nhi vị thức, phàm loại gia nhiên, đường niên ân ái, kim tác oán gia, tích nhật khấu kiều, kim thành cốt nhục, tích vi mẫu nhi, kim vi phụ, kiểu thị ông nhi tân tác phu, túc mạng chi chi, tác khả tu khả sỉ, thiên nhãn thị chi, tác khả tiếu khả lân. Phần uế tùng trung, thập quyệt bao tàng nan quá, nùng huyết đạo lý, nhất thời đảo hạ khả lân, thiếu giã hà chi, đông tây mạc biện, trưởng nhi hữu thức, tham dục tiện sanh, tu du nhi, lão bệnh tương tầm, tấn tốc nhi, vô thường hiệu trí, phong hỏa giao tiên, thần thức ư trung hội loạn, tinh huyết ký kiệt, bị nhục tự ngoại can khô, vô nhất mau nhi, bất bị châm toàn, hiệu nhất khiếu, nhi giai tùng đao cát, quy chi tương phanh, kỳ thoát giác, giã do dị, thần chi dục tạng, kỳ khứ thể, giã bộ nan, dịch, ăn thịt con mà không biết, văn vương mà còn như thế, ăn thịt cha mẹ mà không hay, phàm phu đều như vậy, kiếp trước thương yêu mà đời nay trở thành quan gia, ngày xưa là giặc là thù mà ngày nay trở thành ruột thịt, quá khứ là mẹ mà hiện tại là vợ, tức thế là cha mà hiện tại là chồng. Nếu có cái trí túc mạng biết được nhân quả đời trước thì thật đáng hổ đáng thẹn, nếu dùng con mắt thiên nhãn để nhìn thì quả đáng cười đáng thương. Bị bao bọc trong rừng dơ bẩn 10 tháng thì thật khó chịu, ở chỗ máu mủ mà khi bị xốc xuống thì thật là đáng thương. Khi nhỏ thì biết chi, đông tây trước sau cũng chẳng phân biệt rõ, lớn lên hiểu biết, tham lam dục vọng bèn tăng trưởng, nhưng khoảnh khắc là già bệnh truy tầm, chốc lát mà vô thường lại đến. Bấy giờ gió với lửa giao tranh, tâm thức bấn loạn, trong đó tinh huyết đã kiệt lực, da thịt đeo khô từ ngoài, không một sợi lông nào mà không như bị trích đốt, không một kẽ huyệt nào mà không như bị cắt xà, con rùa đem nấu, sự thoát vỏ của nó còn dễ, thần thức lúc tàn, sự thoát xác của nó thật là quá khó. Giảng, thực kỳ tử nhi bất tri, có người nói văn vương biết trước sự việc, cho nên khi văn vương bị nhốt vào trong ngục, vua trụ có ý thử ông ta, xem ông ta có tài tiên đoán không, cho nên cho ông ta ăn thịt con của ông. Văn vương nhìn thấy thịt bèn ăn như thường. Văn vương ăn thịt vì không biết đó là thịt của con mình. Nếu biết là thịt của con mình thì sẽ không ăn đâu. Có người nói ông ta biết nhưng cố ý ăn để tỏ ta ra rằng mình không biết. Không phải vậy, nếu ông biết thì làm sao có thể ăn được. Cho nên đó cũng là định nghiệp. Vậy chính vì người không hiểu biết nên làm sai nhiều việc. Chúng ta không biết
Gái thì theo đuổi bạn trai, không ngờ đến bạn trai đó kiếp trước chính là ông của mình, hoặc là ông cố nội tằng tổ phụ, thậm chí là cha của mình, đó đều không nhất định. Nhưng cô ta nhìn thấy chàng trai trẻ thanh niên anh Tuấn vội vàng theo đuổi. Theo đuổi được rồi, kết quả là điên đảo, cho nên đều làm bừa làm bậy. Văn Vương thượng nghĩ Văn Vương là người thông minh trí huệ, là người có thánh đức mà còn không biết. Đạm kỳ thân nhi vị thức, phàm loại gia nhiên. Vậy thì chúng ta là người phàm phu tục tử, mỗi ngày ăn thịt ông bà, cha mẹ, anh em ruột thịt của ta vẫn còn vẫn không biết. Người đều như thế, không ai tránh thoát được nhân quả. Đương niên ân ái, kim tác oán gia, trước kia ân ân ái ái, thương thương yêu yêu, anh em. Thường nhau đòi sống đòi chết, không ngờ kiếp sau biến thành bò thành ngựa, không còn thương yêu nữa. Biến thành bò thì ăn thịt của nó thì nó sân giận suốt đời. Được rồi, mày thật là thứ chẳng ra gì, nay đối với tao không có một chút gì khách khí, ăn thịt của tao, tương lai tao nhất định sẽ nhai xương của mày. Cho nên cứ cùng nhau kết oán thù, làm oan gia như thế. Tích nhật khấu cừu kim thành cốt nhục, trước kia là giặc là thổ phỉ, ngày nay biến thành lục thân quyến thuộc, tình thân cốt nhục. Tích vi mẫu nhi kim vi phụ, kiếp trước là mẹ nhưng kiếp này là vợ của mình. Bạn xem, chính là thay đổi cái túi da thối này, linh hồn vẫn là một nhưng đã không còn nhận biết nữa. Cựu thị ông nhi tân tác phu, quá khứ làm cha mà nay làm chồng, cô ta còn không cho là lạ, cảm thấy điều này rất bình thường. Bạn nói vậy thì có khác gì súc sanh không? Túc mạng chi chi, túc mạng là nhân quả kiếp trước, biết được điều này, tác khả tu khả xì, biết được việc này thật là đáng hồ đáng thẹn, thì làm sao có thể ngẩng mặt nhìn đời. Thiên nhãn thị chi, tác khả kiếu khả lân, dùng thiên nhãn để quan sát thì thật đáng cười đáng thương. Phấn huế tùng trung, thập nguyệt bao tàng nan quá, đứa trẻ khi ở trong bụng mẹ thì như ở trong rừng phân tiểu, 10 tháng ở trong chỗ dơ bẩn đó cùng chung với máu mủ rất khó chịu, nùng huyết đạo lý nhất thời đào hạ khả lân. Khi đứa trẻ ra đời thì ở trong chỗ máu huyết mà bị dốc xuống, cho nên rất là đáng thương. Thiếu dã hà chi, đông tây mạc biện, đứa trẻ khi mới ra đời có tri thức gì, cái gì cũng không biết, phía đông cũng không biết, phía tây cũng không biết. Hai chữ đông tây này có thể nói là vật chất, cái gì cũng không hiểu. Trưởng nhi hữu thức, tham dục tiện sanh, thức là trí giác. Khi lớn khôn thì có chút trí giác thì biết cái gì, không biết nhân quả báo ứng tuần hoàn mà biết nam tham nữ ái. Nam thì theo đuổi bạn trai, nữ thì theo đuổi bạn trai, nam thì theo đuổi bạn gái. Theo đuổi không được, hai người có lúc đi đến chỗ cùng chết với nhau. Không thể kết hôn được thì tự sát cho xong, tham dục tiện sanh chính là nói cái này. Kỳ thực người đó không biết, ở trong đó thì thật không có ý nghĩa gì. Tu du nhi lão bệnh tương tầm, tu du chính là thời gian rất ngắn ngủi. Một đời người bất quá là một cái chớp mắt, nhi lão là đã già rồi thì da gà tóc hạt. Lúc đó người nữ dù có đẹp đến đâu cũng không ai muốn, vợ của người kia muốn tái giá. Bạn nhìn thấy bà ta già rồi, ôi không cần đâu. Thậm chí người chồng nếu trẻ hơn một chút, nhìn thấy vợ mình già hơn mình, cũng muốn tìm người mới, muốn đi tìm một cô gái trẻ hơn, bạn tin hay không? Tin đi, thế giới này chính là như thế. Cho nên nhìn thấu suốt rồi thì nên sớm buông bỏ, không nên mê mờ nữa. Tấn tốc nhi vô thường hiệu trí, rất nhanh thì đã chết rồi. Tấn tốc có nghĩa là rất nhanh, nhanh như ánh chớp tia lửa, hiệu trí là lại đến. Phong hỏa giao tiên, thần thức ư trung hội loạn, gió vừa thổi, lửa liền bốc cao. Lúc này gió lửa ở trong tứ đại giao tranh, tứ đại không còn điều hòa nữa. Nếu gió lớn thì sanh lửa, lửa lớn thì làm cho người nóng sốt đến mấy trăm độ, mấy ngàn độ, đốt khô héo. Lúc đó mất đi tri giác chân chánh, không còn lý trí nữa, cái gì cũng không hiểu. Tinh huyết ký kiệt, người A lúc đó tinh khí thần, tinh hết thì chết. Cho nên nói việc kết hôn nam nữ chính là đi tìm cái chết, chính là đi trên con đường đến cõi chết. Vì người sợ sống lâu năm nên muốn chết sớm, cho nên con gái thì tìm con trai nói, anh mau làm cho tôi chết, tôi không muốn sống nữa. Còn con trai cảm thấy mình nên chết thế nào, vội vàng đi tìm cô bạn gái, nói, em làm tôi chết sớm cho rồi. Cho nên họ là những nam tham nữ ái, cùng không muốn sống. Tinh khí thần của người, tinh không còn thì nhất định phải chết. Khí đoạn rồi thì đương nhiên không thể sống, thần nếu không có thì không có tri giác.
Chúng ta có trí giác là cái gì? Chính là thần có trí giác. Chúng ta sống là vì có khí, có tinh. Tinh của người là mỗi ngày ăn rất nhiều mới biến thành một chút ít tinh. Cho nên ông ngày ngày đi tìm, từ sáng đến tối không đếm xỉa mạng sống. Nam thì cho rằng có bạn gái là việc tốt rất vui, thật là điên đảo. Có người hỏi, bạch thầy, thầy không thể nói như thế, thầy nói như thế. Thế giới này chẳng phải không còn người sao? Ông không có cách khiến cho người trên thế giới hiểu rõ đạo lý này. Ông nói cặn kẽ như rót vào tai, bảo cho người đó cái này không tốt, không tốt. Người đó vẫn không tin tưởng, vẫn đi trên con đường bất hảo này. Ông nói, ô đi trên con đường đó thì chỉ có một con đường chết. Người đó nói, tôi thử xem chết như thế nào, bạn xem thật là điên đảo. Cho nên bạn rất khó thức tỉnh anh ta, bạn nên ghi nhớ là không nên lo lắng. Nói rằng, à nếu không ai kết hôn, nhân loại ở thế gian này sẽ không còn nữa. Bạn không kết thì ông ta kết, ông ta không kết thì cô kia kết. Bạn không có cách nào mà đi bảo từng người rằng không nên kết hôn thì sẽ chết đó a. Người đó bèn nói, chết. Tôi chưa có chết bao giờ, tôi muốn thử xem, tôi chết một lần cho bạn xem. Thật là không có cách nào cả, cho nên bạn không nên lo lắng. Như quả không đến đây nói, giả như mọi người đều xuất gia thì xã hội này còn thành xã hội chăng? Tôi nói, con có thể kêu họ hoàn tục hết đi. Quả không nói, con không có cách kêu họ hoàn tục. Tôi nói, vậy con có cách nào khiến họ đều xuất gia? Nhưng mà con nghĩ như thế là vọng tưởng. Rất thật thà, đem hàng ngàn câu hỏi muốn đến hỏi tôi, trong khoảnh khắc những vấn đề đều bị bác bỏ. Vì thế các vị, hôm nay những gì tôi nói với quý vị là đập nồi dìm thuyền, quay lưng về phía thành mà quyết chiến. Các ông nếu vẫn cứ không hiểu, không buông bỏ được, vẫn nhìn không thấu suốt, dù cho là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni cũng hết cách, cũng cứu không được các ông. Nói như Chúa Trời không vui à, Chúa Trời ông ta còn chưa hiểu rõ à. Nếu phản đối tôi thì ông ta là Chúa Trời hồ đồ. Nếu không phải là Chúa Trời hồ đồ thì tuyệt đối không bao giờ phản đối tôi. Tình huyết đã kiệt, giống như một người nào đó đi buôn lậu trốn thuế, làm sao mà được. Bị nhục tự ngoại can khô, tinh khí thần không còn nữa, da thịt teo khô. Từ bên ngoài hóa làm đất nước lửa gió, địa đại thì trả về đất, thủy đại thì trả về nước, phong đại thì trả về gió, hỏa đại thì trả về lửa, tứ đại phân tán. Vô nhất mao nhi bất bị châm toàn. Khi gần chết thì mỗi sợi lông đau nhức như bị trích đốt. Hiệu nhất khiếu nhi giai tùng đao cát. Lúc đó tinh khí thần đã khô, mỗi một kẽ huyệt đều đau nhức như bị dao cắt. Quỳ trường tương phanh, kỳ thoát xác giã do dị. Chữ xác các ông có người đọc là kỳ thực đọc là khi người lấy dầu nấu con rùa, khi rùa còn sống, lột lấy mai cứng của nó. Rùa bị lột mai vẫn không gọi là khó khăn, nhưng mà đau đớn vô cùng. Thần chi dục tạ, kỳ khứ thể giã bộ nan. Dục tạ là tàn héo, là lúc sắp đi, mà thần thức lúc sắp lìa thân thể còn đau khổ hơn rùa bị lột mai nữa. Chữ nan này chính là đau khổ, còn đau khổ hơn con rùa sống bị lột mai nữa. Nguyên văn: âm Hán Việt, tâm vô thường chủ, loại thương cổ nhi xứ xứ bôn trì, thân vô định hình, tự phòng ốc nhi tần tần thiên tỷ, đại thiên trần điểm, nan cùng vãng phản chi thân, tứ hải ba đào, thuộc kế biệt ly chi lệ, nga nga tích cốt quá bỉ sùng sơn, mãng mãng hoành thi, đa ư đại địa, hướng sử bất văn Phật ngữ, thử sự thủy kiến thủy văn, vị đổ Phật kinh, thử lý yên chi yên giác, kỷ hoặc y tiền tham luyến như cửu si mê, chỉ khủng vạn kiếp thiên sanh, nhất tháp bách tháp, nhân thân nan đắc như dị thất, lương thời dị vãng nhi nan truy, đạo lộ minh minh biệt ly trường cửu, tam đổ ác báo hoàn tự thọ chi, thống bất khả ngôn thủy đương tương đại, hưng ngôn cập thử năng bất hàn tâm, thì cố nghi ưng đoạn sanh tử lưu, xuất ái dục hài tự tha kiêm tế, bị ngạn đồng đăng khoáng kiếp thủ huân, tại thử nhất cử tị vi phát bổ đề tâm đệ lục nhân duyên giã. Dịch: tâm không phải thường trụ nên giống như thương khách bôn ba rong ruổi mọi nơi, thân không có hình dáng cố định nên khác nào phòng ốc thường rời đổi. Vì trần của đại thiên thế giới cũng khó sánh thân luân hồi, nước đầy trong bốn biển vẫn không bằng lệ biệt ly.
Dương mà chất thì hơn núi cao, thay nằm ngang dọc thì nhiều hơn đại địa. Giả sử không được nghe lời Phật thì việc ấy ai thấy ai nghe, chưa được đọc văn kinh thì lý này ai hay ai biết. Vậy mà có kẻ vẫn tham luyến như xưa, si mê như cũ, chỉ e rằng muôn kiếp ngàn đời, một lần sai lầm là trăm lần sai lầm. Thân người khó được mà dễ mất, giờ tốt dễ trôi mà khó kéo. Rồi đường hướng mịt mờ, biệt ly dài dặc, ác báo tam đồ tự mình phải chịu. Thống khổ không nói hết được, mà ai chịu thay? Trình bày đến đây há chẳng lo sợ sao? Cho nên hãy dứt nguồn sinh tử, vượt bẻ ái dục, mình người cùng siêu thoát, đồng lên bờ giác. Từ vô lượng kiếp cho đến nay, quan trọng là ở chỗ này. Đó là nhân duyên thứ 6 của sự phát tâm Bồ Đề. Giảng: tâm vô thường chủ, lại thương cổ như xứ xứ bôn trì. Tâm của chúng ta không làm chủ được. Nếu thật có thể làm chủ thì sẽ có định, sẽ không vọng tưởng. Vì không có thường trụ, cho nên giống như những người buôn bán, buôn ba khắp nơi mua bán. Chữ cổ vốn đọc là giả, nhưng mà ở đây đọc là cổ, chính là người bán. Làm thương cổ, hôm nay ở chỗ này, ngày mai đến chỗ kia, khắp nơi chào hàng, mua hàng, buôn ba khắp chốn. Thân vô định hình, tự phòng ốc như tần tần thiên tỷ. Thân của chúng ta không có hình dáng nhất định, đời này cao hơn một chút, đời sau hoặc là thấp hơn một chút. Nó không phải là của chúng ta, giống như một căn nhà vậy. Cho nên mới nói, nhân thân hảo tỷ nhất gian phòng, khẩu vi môn hộ nhãn vi song, tứ chi hảo tỷ phòng tứ trụ, đầu phát hảo tượng sơn phòng thảo, sấn trước hảo thời cần tu bổ, mạc đãi hoại trước liễu mang. Dịch: thân người như một gian nhà, miệng là cửa, mắt là cửa sổ, tứ chi như bốn cột nhà, tóc như cỏ dại mọc trên tường nhà, khi còn tốt đẹp nên riêng tu bổ, chớ đại lúc hư hoại theo đó mà bận rộn với nó. Nhân thân hảo tỷ nhất gian phòng, khẩu vi môn hộ nhãn vi song, miệng dùng để ăn giống như cửa của căn nhà, cặp mắt lỗ mũi lỗ tai như cửa sổ có thể thông gió, lỗ mũi dưới con mắt giống như lỗ thông hơi, bịt miệng lại mũi có thể hô hấp. Tứ chi hảo tỷ phòng tứ trụ, hai tay hai chân giống như bốn cột nhà, đầu phát hảo tượng sơn phòng thảo, tóc của người giống như cỏ dại mọc trên tường nhà, sấn trước hảo thời cần tu bổ, thừa lúc nhà còn đang tốt nên siêng năng tu bổ sửa chữa, mạc đãi hoại trước liễu mang, chớ nên đợi đến lúc nhà hư rồi mới lo lắng không có nhà ở thì không có ích dụng gì. Do đây mà thấy thân của chúng ta giống như căn nhà vậy. Đã là nhà thì bên trong phải có người chủ vốn là ai? Chính là tâm. Nhưng tâm này nhu nhược bất tài, không thể làm chủ. Cứ nghe theo những lời của tà ma quỷ quái, cứ mãi vọng tưởng vừa khởi thì bị vật bên ngoài lôi kéo. Cho nên tâm này khắp chốn bôn ba, thân thể thì thường thường thay đổi. Thân cảm thấy cái nhà này ở đủ rồi, già rồi, không còn muốn căn nhà này nữa, quăng nó đi. Cho nên thường thường dọn nhà xoay chuyển, từ nhà này dọn đến nhà kia, có lúc từ nhà lá, nhà tranh dọn đến nhà cao cửa rộng, cho nên mới nói thường thường rời đổi, giống như nhà ở, kiếp này ở trong nhà này, kiếp sau ở trong nhà kia. Đại thiên chuẩn điểm nan cùng vãm phản chi thân, chúng ta đến rồi lại đi, đi rồi lại đến, đi đi đến đến không biết bao nhiêu lần, nhiều như số vi trần của đại thiên thế giới, cũng khó sánh nổi thân luân hồi. Tứ hải ba đảo thuộc kế biệt ly chi lệ, nước trong bốn biển nhiều như thế, e rằng cũng không sánh bằng nước mắt của chúng ta khóc khi bi hoan ly hợp. Ngà ngà tích cốt quá bỉ sùng sơn, ngà ngà là rất nhiều xương cốt mà chúng ta tích chứa trong những kiếp sanh tử còn cao hơn núi. Mãng mãng hoành thi đa ư đại địa, mãng mãng cũng có nghĩa là rất nhiều, nhiều như cây cỏ, nếu tính thì thây chết của chúng ta còn nhiều hơn đất của đại địa. Hướng sử bất văn Phật ngữ, thử sự thủy kiến thủy văn. Hướng là giả thiết, giả như không nghe được lời dạy của Phật thì đạo lý này ai hay ai biết, ai có thể nhìn thấy, ai có thể nghe thấy, sẽ không có. Vị đổ Phật kinh thử lý yên tri yên giác, nếu không đọc được những ý nghĩa trong kinh thì lý luận này ông làm sao biết được, ông làm sao có thể giác ngộ được. Kỳ hoặc y tiền tham luyến như kiểu si mê, nếu ông vẫn đi như cũ tham luyến cái túi da thối này, vẫn không rõ đạo lý này, thì chỉ khủng vạn kiếp thiên sanh, nhất thác bách thác, nghe rằng một lần sai lầm thì cả trăm lần đều sai lầm. Nhân thân nan đắc nhi dị thất, thân người không dễ dàng mà được. Chúng ta nay đã được thân người không nên bỏ lỡ,
nếu không rất dễ dàng mất đi. Lương thời dị vãng nhi nan truy, giờ tốt tức là thời thanh niên cũng rất dễ dàng trôi qua, muốn kéo trở lại cũng không kéo được. Đạo lộ minh minh, biệt ly trường cửu. Minh minh là nhìn không thấy hy vật gì, ở trên con đường tối tăm mờ mịt, biệt ly dài dọc, tam đồ ác báo, hoàng tử thọ chi. Ông chồng nhân ác thì chịu quả báo ác, trong tam đồ địa ngục, ngã quỷ, súc sanh, thống bất khả ngôn, thủy đương tương đại. Thật là vô cùng đau khổ, ai có thể thay thế ta chịu cái quả báo này. Hương ngôn cập tử, năng bất hàn tâm. Ta này nói đến chỗ này, ông không lo sợ sao? Thị cố nghi ưng, đoạn sanh tử lưu, xuất ái dục hải. Vì thế ông nên vội lo tu hành, liễu thoát sanh tử, vượt ra ngoài biển khổ ái tình và dục niệm. Tha, tự tha kiên tế, bỉ ngạn đồng đăng. Không những mình liều khổ được vui, mà người khác cũng liều khổ được vui, đều được cứu khổ, cùng đến bờ bên kia không sanh không diệt. Khóa kiếp thủ quân, tại thử nhất cử. Từ vô lượng kiếp xa xưa cho đến nay, ông lập được một đại công, chính là ở chỗ này, chính là việc này, liễu thoát sanh tử. Thị vì phát bồ đề tâm để lục nhân duyên dã, đây là nhân duyên thứ 6 của sự phát tâm bồ đề. 7. Tôn trọng kỷ linh, nguyên văn. Âm Hán Việt, Vân Hà tôn trọng kỷ linh, vị ngã hiện tiền nhất tâm, trực hạ giữ Thích Ca Như Lai vô nhị, vô biệt. Vân Hà Thế Tôn vô lượng kiếp lai, tạo thành chánh giác, nhi ngã đẳng, hôn mê điên đảo, thượng tố phàm phu. Hiệu Phật Thế Tôn, các cụ hữu vô lượng thần thông, trí huệ, công đức trang nghiêm, nhi ngã đẳng, tác đán hữu vô lượng nghiệp hệ, phiền não danh tử triền phược, tâm tánh thị nhất, mê ngộ thiên uyên, tĩnh ngôn tư tri khỏi bất khả xỉ, thí như vô giá bảo châu, một tài ứng nê, thị đồng ngã lịch, bất gia ái trọng, thị cố nghi ưng, dĩ vô lượng thiện pháp, đối trị phiền não, tu đức hữu công, tắc tánh đức phương hiền, như châu bị trạc, huyền tại cao tràng, đống đạt quang minh, ánh tế nhất thiết, khả vị bất cô Phật hóa, bất phụ kỷ linh, thị vi pháp bồ đề tâm, đệ thất nhân duyên giã, dịch. Thế nào là trọng linh tánh của mình, tâm hiện tiền của chúng ta cùng với Đức Thích Ca Như Lai không hai không khác? Vậy mà tại sao Thế Tôn từ vô lượng kiếp đã sớm thành chánh giác, còn chúng ta thì vẫn còn là phàm phu hôn mê điên đảo? Lại nữa, Đức Phật Thế Tôn thì có vô lượng thần thông trí huệ, công đức trang nghiêm, còn chúng ta chỉ có vô biên nghiệp chướng phiền não, sinh tử buộc ràng, tâm tánh là một, mà vì mê ngộ nên cách xa một trời một vực, lặng đi mà nghĩ mới thấy hổ thẹn. Ví như ngọc báu vô giá vùi xuống bùn dơ mà xem như ngói gạch, không chút thương tiếc quý trọng. Vì thế hãy dùng vô lượng thiện pháp mà đối trị vô biên phiền não. Tu đức có công thì tánh đức mới lộ. Bấy giờ thì như ngọc báu được rửa, treo trên phướn cao, ánh sáng rực rỡ, chói lấp tất cả. Thế mới gọi là không uổng công Đức Phật giáo hóa, không phụ tánh linh của mình. Đó là nhân duyên thứ 7 của sự phát tâm bồ đề. Giảng. Vân Hà tôn trọng kỷ linh, thế nào gọi là tôn trọng tánh linh của mình? Kỷ linh cũng chính là Phật tánh cũng chính là tánh linh của chúng ta. Phật và chúng sanh không sai khác, vậy tại sao Phật có trí huệ lớn như thế mà chúng ta vẫn còn là ngu si mê muội như thế? Chính vì Đức Phật tu đức có công cho nên tánh đức mới hiển lộ ra, được hạnh tu hành thành tựu rồi thì trí huệ bổn tánh sẽ hiện ra, nếu không mài giũa tu sửa, bổn tánh tuy có nhưng sẽ không hiện ra. Như cái bàn này vốn là từ cái cây làm ra, sau khi cây lớn lên cơ xẻ nó thành miếng gỗ, rồi làm thành cái bàn là một món đồ có thể sử dụng. Nhưng khi nó còn ở trên cây, ông không thể lấy cái cây cho là cái bàn, chỉ có thể nói nó là cái cây. Cái cây có thể làm đủ thứ dụng cụ, các thứ vật liệu, nhưng nếu ông không biết dùng, chỉ có thể dùng nó làm củi đốt. Nếu biết dùng thì có thể chế tạo các thứ gia cụ ích dụng. Muốn chế tạo thứ gì cũng được, tánh linh của ta cũng vậy. Nếu chúng ta biết dùng thì trí huệ sáng suốt sẽ hiện ra, nếu không biết dùng thì giống như cây đang ở đó. Sau này người không nhận thức, chỉ có thể dùng nó làm củi đốt, sanh rồi lại chết, chết rồi lại sanh. Phật giáo chúng ta sở dĩ khác với các tôn giáo khác là vì thần của các tôn giáo này thì con người không thể đạt đến, chỉ có Phật giáo, Phật là một đấng có đại trí huệ. Ngài dạy chúng ta mỗi người khai mở trí huệ đều có thể thành Phật. Thành Phật thì như thế nào? Chính là không tranh, không tham, không mong cầu, không ích kỷ, không tự lợi, không vọng ngữ.
Hỏi, đơn giản như thế sao? Ừ, đơn giản như thế. Nếu ông thực hành được 6 đại tông chỉ thì sẽ thành Phật. Chỉ sợ rằng ông không làm được. Nói tôi không tranh, nhưng khi sự việc đến vẫn tranh như cũ. Nói tôi không tham, nhưng đến khi gặp lúc hơn thiệt vẫn là tham. Nói tôi không cầu, nhưng đến lúc cần thiết vẫn phải cầu. Nói tôi không ích kỷ, nhưng khi cảnh đến có rất nhiều chỗ quan trọng vẫn không buông bỏ được. Nhìn không thấu suốt vẫn là tự tư ích kỷ. Nói không tự lợi nhưng vẫn là tự lợi. Lại thêm vọng ngữ này không cần học mà mỗi người đều biết. Như một người nào đó, bạn nói người đó vọng ngữ, người đó bèn nói. Đây là lời phương tiện, phải cần nói như thế. Bạn xem có cách gì chăng? Vọng ngữ họ cho là phương tiện ngữ họ cho rằng phải nên như thế. Vậy thì 6 đại tông chỉ này nếu mà triệt để nhận thức, triệt để theo đó mà làm, tuy không thể nói lập tức thành Phật, nhưng ngày thành Phật không xa. Vậy thì tôn trọng tánh linh của mình như thế nào? Chính là cần phải tôn trọng Phật tánh của mình, không nên lãng phí trà đạp nó, không nên đem món đồ quý giá có thể làm bàn thờ Phật mà làm củi đốt, thì một chút giá trị cũng không có. Cho nên nhân duyên thứ 7 của sự phát tâm Bồ Đề chính là cần phải tôn trọng tánh linh của mình, không nên xem thường mình, cần phải tôn trọng trí huệ của mình. Vị ngã hiện tiền nhất tâm, tánh linh của mình cũng tức là tâm của ông. Một niệm tâm này không phải là tâm quá khứ, cũng không phải là tâm vị lai, mà là một niệm tâm hiện tiền, trực hạ giữ Thích Ca Như Lai, vô nhị, vô biệt. Trực hạ vốn nên nói là trực thượng, trực hạ là từ nơi Phật đến chỗ chúng ta, từ chỗ chúng ta nên nói là trực thượng. Trực thượng cùng với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni không có sai khác. Đức Phật đã dùng tánh linh của Ngài, dùng tâm của Ngài thành tựu Phật quả. Chúng ta cũng nên dùng tánh linh của mình, dùng tâm của mình mà thành Phật. Vì thế tâm của chúng ta và Phật không sai không khác, không có gì khác biệt. Vân Hà Thế Tôn, vô lượng kiếp lai tạo thành chánh giác, đã là như thế. Tại sao Đức Phật từ vô lượng kiếp đã sớm thành Phật, chánh giác, cũng tức là Phật, nhi ngã đẳng hôn mê điên đảo, thượng tố phàm phu, mà chúng ta vẫn còn ở đây hôn mê điên đảo, không có giác ngộ. Tại sao chúng ta chưa thành Phật vẫn còn làm phàm phu? Hiệu Phật Thế Tôn, lại nữa Đức Phật Thế Tôn đắc cụ hữu vô lượng thần thông, trí huệ, công đức trang nghiêm. Đức Phật có tam thân tứ trí ngũ nhãn lục thông. Tam thân là pháp thân, hóa thân, báo thân. Tứ trí là bốn loại trí huệ: bình đẳng tính trí, diệu quan sát trí, thành sở tác trí, đại viên cảnh trí. Ngũ nhãn là Phật nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn, thiên nhãn, nhục nhãn. Sáu loại thần thông: thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, lậu tận thông, thần túc thông. Đức Phật có ngũ nhãn lục thông. Thiên nhãn thông thì có thể nhìn thấy biết tất cả mọi động tác của trời người. Thiên nhĩ thông thì có thể nghe rõ tiếng của người trời. Tha tâm thông chính là giữa đôi bên tâm của mình có động niệm gì, không cần nói ra, Ngài cũng biết được chúng ta đang nghĩ gì. Túc mạng thông chính là kiếp trước chúng ta là bò, là ngựa, là người, làm heo. Ngài vừa nhìn liền biết, thậm chí kiếp trước, đời đời kiếp kiếp về trước, bao nhiêu kiếp làm người, bao nhiêu kiếp làm ngựa, bao nhiêu đời làm lừa, bao nhiêu đời làm phi cầm, bao nhiêu kiếp làm kiến, bao nhiêu kiếp làm mũi mỏng, Ngài đều biết hết. Đức Phật làm sao có được thần thông trí huệ như thế? Vì Ngài công đức trang nghiêm, công đức viên mãn. Trang nghiêm có nghĩa là muôn vạn đức hạnh trang nghiêm thân mình. Nhi ngã đẳng tác đán, hữu vô lượng nghiệp hệ, phiền não sanh tử triền phược. Mà chúng ta vẫn còn ở đây bị nghiệp chướng buộc ràng phiền lụy, lại có rất nhiều phiền não, sanh rồi là chết, chết rồi là sanh, bị trói buộc trong vòng luân hồi sanh tử, không thể nào được giải thoát, không được tự do. Tâm tánh thị nhất mê ngộ thiên uyên, tâm tánh của chúng ta, tâm của Phật và tâm của chúng sanh là một, tánh linh của Phật và tánh linh của chúng ta là một. Nhưng vì Đức Phật biết sử dụng nên Ngài đã giác ngộ, mà chúng ta vẫn còn mê muội. Cho nên nói cách ra một trời một vực, uyên không phải là đất mà là vực sâu, chỗ sâu có nước, thậm chí ở phía dưới mặt đất. Tĩnh ngôn tư chi khởi bất khả xỉ, tư chi là suy nghĩ về việc đó. Đầu óc của chúng ta cần phải tỉnh táo, nghiên cứu về vấn đề này, há không hổ thẹn sao? Đức Phật đã thành Phật, mở đại trí huệ mà chúng ta vẫn còn ngu si điên đảo như thế. Thật không đáng là bậc đại trượng phu, đại anh hùng, đại hào kiệt, cho nên chúng ta rất đáng hổ thẹn. Thí như vô giá bảo châu một tại ứ nê, linh tánh của chúng ta giống như hạt bảo châu vô giá vùi dưới bùn nhơ,
ứ nê tức là bùn nhơ, bùn đen, thứ không có giá trị. Thị đồng ngõa lịch, bất gia ái trọng, không thương tiếc quý trọng tánh linh của mình, xem như ngói vụn gạch nát. Thị cố ghi ưng, dĩ vô lượng thiện pháp đối trị phiền não, cho nên cần phải dùng vô lượng thiện pháp để đối trị với vô biên phiền não. Nếu công đức thiện lành viên mãn thì sẽ được sanh lên thiên giới, tội lỗi sai lầm tích chứa quá nhiều thì sẽ đọa địa ngục. Vì thế chúng ta cần phải các việc ác không làm, làm các việc lành, cũng tức là tu vô lượng thiện pháp, có công đức rồi thì tự nhiên phiền não không còn. Tu đức hữu công, tác tánh đức phương hiền, tu hành vun bồi đức hạnh. Nếu có chỗ thành tựu thì linh tánh đức hạnh của ta sẽ lộ ra ngoài, hiện ra trí huệ, như trâu bị trạc, phiền tại cao tràng, giống như hạt trâu vùi trong đất bùn, ông chùi rửa nó sạch sẽ, treo trên đầu ngọn phướn cao, đống đạt quang minh, ánh tế nhất thiết, thì nó sẽ chiếu sáng bốn phương, trói lấp tất cả ánh sáng khác, khả vị bất cô Phật hóa, bất phụ kỷ linh. Làm được như thế, có thể nói rằng không phụ sự giáo hóa của Phật, cũng không phụ tánh linh của mình. Thị vì phát bồ đề tâm, đệ thất nhân duyên giã. Đây là nhân duyên thứ bảy của sự phát tâm bồ đề, tức là tôn trọng tánh linh của mình, không nên lãng phí tánh linh của mình. 8. Sám hối nghiệp chướng. Nguyên văn âm Hán Việt: Vân Hà sám hối nghiệp chướng. Kinh ngôn: Phạm nhất kiết la, như tứ thiên vương, thọ ngũ bách tuế, đọa nê lê trung. Kiết la tiểu tội, thượng hoạch thử báo, hạ huống trọng tội, kỳ báo nan ngôn. Kim ngã đẳng nhật dụng chi trung, nhất cử nhất động hằng vi giới luật, nhất san nhất thủy. Tần phạm thi la, nhất nhận sở phạm, diệt ưng vô lượng, hà huống trung thân lịch kiếp, sở khởi chi tội, cánh bất khả ngôn hĩ. Thà dĩ ngũ giới ngôn chi, thập nhân cửu phạm, thiểu lộ đa tàng, ngũ giới danh vi, yêu bà tắc giới, thượng bất cụ túc, hà huống sa di, tỳ kheo, bồ tát đẳng giới, hiệu bất tất ngôn hĩ. Dịch: Thế nào là sám hối nghiệp chướng? Kinh dạy, phạm một tội kiết la cũng phải đọa địa ngục bằng 500 tuổi thọ của bốn thiên vương. Kiết la là tội nhỏ mà còn bị quả báo đến thế, huống chi tội nặng, quả báo thật khó tả. Nay chúng ta mỗi cử chỉ động tác hàng ngày hằng trái với giới luật, lúc ăn lúc uống thường phạm vào thi la. Một ngày tội lỗi đã phạm cũng đã vô lượng, huống chi trọn đời nhiều kiếp tội lỗi đã phạm khó mà nói hết. Cứ lấy ngũ giới mà xét, thì 10 người đã có đến 9 người phạm. Phát lộ thì ít mà che giấu lại nhiều. Ngũ giới là giới của yêu bà tắc mà còn không giữ gìn đầy đủ, huống chi các giới sa di, tỳ kheo, bồ tát thì không cần nói đến vậy. Rằng: Vân Hà sám hối nghiệp chướng. Sám là sám kỳ tiền khiên, ăn năn lỗi đã qua. Hối là hối kỳ hậu quá, chừa bỏ lỗi sau này. Những lỗi đã phạm trước kia và chưa phạm sau này đều phải sám hối, sức mạnh của sự sám hối thì bất khả tư nghị. Kinh ngôn: Phạm nhất kiết la, như tứ thiên vương, thọ ngũ bách tuế, đọa nê lê trung. Kinh nói: Phạm một tội kiết la, tức là đột kiết la, gọi là khinh cấu tội, cũng tức là một pháp ô nhiễm rất nhỏ. Phạm tội này giống như tuổi thọ của tứ đại thiên vương vậy, sau 500 năm mới có thể trả hết tội này, phải ở trong địa ngục 500 năm. Kiết la tiểu tội, thượng hoạch thử báo. Đột kiết la vốn là khinh cấu tội, là một tội nhẹ mà còn có quả báo như thế, hà huống trọng tội, kỳ báo nan ngôn. Huống chi là phạm các tội lớn như phạm bốn trọng tội, tăng tàn vân vân thì càng không biết phải thọ quả báo bao lâu. Kim ngã đẳng nhật dụng chi trung. Nay chúng ta là người xuất gia trong mỗi ngày, trong sự sử dụng hàng ngày, nhất cử nhất động hằng vi giới luật, hoặc là mỗi cử chỉ, mỗi động tác, hoặc là một lời nói, một hành vi, đi đứng, nằm ngồi, bốn oai nghi, thường vi phạm giới luật, nhất sam nhất thủy, tần phạm thi la, hoặc là một bữa cơm, hoặc là một hớp nước, đều không hợp với giới luật. Nhất nhận sở phạm diệt ưng vô lượng, những tội lỗi đã phạm, trong mỗi ngày cũng nhiều vô lượng vô biên, hà huống trung thân lịch kiếp, sở khởi chi tội, cánh bất khả vô hĩ. Hà huống tội lỗi đã phạm trong một đời thì càng nhiều hơn, mà trong thời gian lâu dài, tội nghiệp đã tạo trong nhiều đời nhiều kiếp thì càng không biết bao nhiêu nữa. Thả dĩ ngũ giới ngôn chi, thập nhân cửu phạm, thiểu lộ đa tà. Cứ lấy ngũ giới mà nói, 10 người thọ đã có 9 người phạm, nhưng rất ít người phát lộ, tức là phạm giới cũng không phát lộ sám hối. Đa tà tức là giấu giếm trong tâm,
cho rằng mọi người không biết thì mình không có phạm giới. Ngũ giới danh vi, yêu bà tắc giới, thượng bất cổ túc. Ngũ giới là giới của người tại gia, yêu bà tắc cận sự nam, yêu bà di cận sự nữ mà còn không thể giữ gìn đầy đủ. Sự phạm giới này cũng bao gồm người xuất gia. Người xuất gia cũng thường phạm các tội trong ngũ giới không viên mãn. Bất cổ túc chính là không viên mãn. Hà huống gia di tỳ kheo bồ tát đẳng giới hiểu bất tất ngôn nghĩ. Huống chi là 10 giới của sa di, 250 giới của tỳ kheo, 48 giới kinh, 10 giới trọ của bồ tát, vân vân. Càng không cần nói đến, nhất định phạm rất nhiều. Nguyên văn âm Hán Việt: vấn kỳ danh tắc viết ngã tỳ kheo giã, vấn kỳ thật tắc thượng bất túc vi yêu bà tắc giã. Khởi bất khả quý tai, đương tri Phật giới bất thọ tắc dĩ, thọ tắc bất khả hủy phạm, bất phạm tắc dĩ, phạm tắc trung tất đọa lạc. Nhược phi tự mẫn mẫn tha, tự thương thương tha, thân khẩu tịnh thiết, thanh lệ câu hạ, phổ giữ chúng sanh, cầu ai sám hối. Tắc thiên sanh vạn kiếp ác báo nan đào, tị vi phát bồ đề tâm đệ bát nhân chuyên giã. Dịch: hỏi cái tên thì nói tôi là tỳ kheo, hỏi cái thật thì hãy còn chưa đủ làm yêu bà tắc, như thế mà không xấu hổ sao? Phải biết giới luật của Phật không thọ thì thôi, thọ thì không được vì phạm, vì không phạm thì thôi, phạm thì cuối cùng nhất định bị đọa lạc. Trừ phi cảm thương thân mình, thân người lại xót xa cho mình và kẻ khác, thân và khẩu cùng tha thiết, lệ rơi theo tiếng, khắp cùng với chúng sanh khẩn cầu sám hối. Nếu chẳng thế thì quả báo ác ngàn đời muôn kiếp cũng khó tránh khỏi. Đó là nhân duyên thứ 8 của sự phát tâm Bồ Đề. Giảng: vấn kỷ danh tắc viết ngã tỷ kheo giã, nếu hỏi người xuất gia gọi là gì, người đó bèn trả lời tôi là tỷ kheo. Tỷ kheo có ba nghĩa là khất sĩ bố ma phá ác, một khất sĩ trên sĩ pháp của chư Phật dưới khất thực chúng sanh, hai bố ma. Người xuất gia sau khi thọ giới tỷ kheo và thượng giáo thọ yết ma sẽ hỏi ông có phải là trượng phu chăng? Trả lời là trượng phu. Lúc đó cung điện của thiên ma trên cõi trời chấn động, ma vương lo lắng sợ sệt. Ma vương nghĩ rằng, ai ra, này quý thuộc của Thích Ca Lai lại tăng thêm, mà quý thuộc của ta lại giảm đi. Do ma vương lo sợ nên gọi là bố ma. Ba phá ác, tức là phá viển đạo ác, phá ác tham sân si. Vấn kỷ thật tắc thượng bất túc vi yêu bà tắc giã, nếu chân thật mà hỏi thì thậm chí cũng không bảo yêu bà tắc. Yêu bà di là những người tại gia, chính là có hạng người xuất gia như thế. Nhưng người xuất gia cũng có vị giới hạnh thanh cao, đáng làm thầy trời người. Cho nên ở đây cũng không thể cua đũa cả nắm, không thể gộp chung lại mà xét được. Ông không thể nói, ô tất cả người xuất gia đều không bằng người tại gia, không thể nói như thế. Khởi bất khả quý tai, thân là người xuất gia mà không bằng kẻ tại gia thì nên sanh lòng tàm quý xấu hổ. Đừng trì Phật giới bất thọ tắc dĩ, thọ tắc bất khả hủy phạm. Kinh Bồ Tát giới nói, chúng sanh thọ Phật giới tức nhập chư Phật vị, vị đồng đại giác dĩ. Trần thị chư Phật tử, chúng sanh thọ giới của Phật có thể tinh tấn tu hành, đến khi giác ngộ rồi thì có tư cách thành Phật, cũng khai ngộ như nhau. Đó chính là con của Phật. Lời giảng của Hòa Thượng trong Kinh Lăng Nghiêm: đã thọ giới luật của Phật thì phải giữ gìn giới luật, cho nên nói không thể phạm giới. Bất phạm tắc dĩ, phạm tắc bất trung tất đọa lạc. Tại sao không thể phạm giới? Ông không phạm giới đương nhiên không có vấn đề gì, nếu phạm thì tương lai nhất định sẽ bị đọa lạc. Nhược phi tự mẫn mẫn tha, tự thương thương tha, trừ phi cảm thương thân mình cũng cảm thương kẻ khác, xót xa cho mình và cũng xót xa cho kẻ khác. Vì thế lúc này cần phải thân khẩu tịnh thiết, thanh lệ câu hạ, phổ giữ chúng sanh, cầu ai sám hối. Thân khẩu ý đều phải chuyên nhất tha thiết, lệ rơi theo tiếng, nguyện cùng với tất cả chúng sanh đối trước Phật khẩn cầu sám hối. Tắc thiên sanh vạn kiếp ác báo nan đào, nếu không thì quả báo ác từ vô lượng kiếp đến nay sẽ khó tránh. Nếu ông không sám hối thì sẽ phải thọ quả báo ác. Quả báo ác này không dễ dàng trốn tránh, nhất định phải thọ lấy, trừ phi ông chân tránh sám hối, ác báo này mới có thể miễn trừ. Thị vi phát bồ đề tâm đệ bát nhân duyên giã, đây là nhân duyên thứ 8 của sự phát tâm bồ đề. 9. Cầu sanh tịnh độ. Nguyên văn âm Hán Việt: vân hà cầu sanh tịnh độ, vị tại thử độ tu hành, kỳ tấn đạo giã nan.
Bị độ vãng sanh, kỳ thành Phật giã dị, dị cố nhất sanh khả trí, nan, cố lụy kiếp vị thành, thị dĩ vãng thánh tiền hiền, nhân nhân xu hướng, thiên kinh vạn luận, xứ xứ chỉ quy, mà thế tu hành, vô việt ư thử. Nhân kinh sừng, thiểu thiện bất sanh, đa phước nãi trí, ngôn đa phước, tắc mạc nhược chấp chỉ danh hiệu, ngôn đa thiện, tắc mạc nhược phát quảng đại tâm. Thị dĩ tạm trì thánh hiệu, thắng ư bố thí bách niên, nhất phát đại tâm, siêu quá tu hành lịch kiếp, cái niệm Phật, bổn kỳ tác Phật, đại tâm bất phát, tác tuy niệm hề vi, phát tâm nguyên vị tu hành, tịnh độ bất sanh, tác tuy phát dị thối, thị tác hạ bồ đề trùng, canh dĩ niệm Phật chi lê, đạo quả tự nhiên tăng trưởng, thừa đại nguyện thuyền, nhập ư tịnh độ chi hài. Tây phương quyết định vãng sanh, thị vi phát bồ đề tâm đệ cửu nhân duyên dã. Dịch: thế nào là cầu sinh tịnh độ? Ở cõi này tu hành thì sự tiến đạo rất khó khăn, vãng sanh cõi kia thì sự thành Phật cũng rất dễ dàng. Dễ dàng nên một đời đã có thể đạt đến, khó nên nhiều kiếp vẫn chưa thành tựu. Do đó mà thánh ngày xưa, hiền ngày trước, người người xu hướng, kinh cả ngàn, luận cả vạn, chỗ chỗ chỉ quy. Sự tu hành trong thời kỳ mạt pháp này, không có pháp nào vượt qua pháp môn này. Nhưng kinh đã nói, căn lành nhỏ thì khó được vãng sanh, phước đức nhiều mới chắc chắn đến được. Nói phước đức nhiều thì không chi bằng sự chấp chỉ danh hiệu, nói căn lành lớn thì không chi bằng sự phát tâm quảng đại. Vì thế tạm chỉ danh hiệu Phật hơn cả trăm năm bố thí. Một niệm phát tâm bồ đề rộng lớn vượt hơn cả sự tu hành trong nhiều kiếp. Vì niệm Phật vốn mong thành Phật, vậy tâm lớn không phát thì niệm Phật để làm chi? Còn phát tâm vốn để tu hành, vậy tịnh độ không sanh thì có phát cũng dễ thối chuyển. Cho nên gieo hạt giống bồ đề, cày bằng lưỡi cày niệm Phật, thì đạo quả tự nhiên lớn lên của chiếc thuyền đại nguyện vào trong bể cả tịnh độ, thì Tây phương cực lạc quyết định vãng sanh. Đó là nhân duyên thứ 9 của sự phát tâm bồ đề. Giảng: vân hà cầu sanh tịnh độ. Vân hà có nghĩa là như thế nào? Thế nào mới có thể cầu sanh tịnh độ? Thế nào gọi là cầu sanh tịnh độ? Vị tại thự đổ tu hành, kỳ tấn đạo dã nan. Ở thế giới Ta Bà này, tuy có thể tu hành nhưng có thể tiến lên phía trước, có thể càng ngày càng tăng trưởng đạo nghiệp thì không phải là chuyện dễ dàng. Bỉ độ vãng sanh kỳ thành Phật giã dị. Bỉ độ tức là thế giới cực lạc. Một khi được vãng sanh thế giới cực lạc thì hoa nở thấy Phật ngộ vô sanh pháp nhẫn, dị cố nhất sanh khả trí. Vì dễ dàng cho nên một đời cũng có thể dễ dàng đạt đến, trí là đạt đến thành tựu, nan cố lụy kiếp vị thành. Vì ở thế giới Ta Bà này tu hành không dễ dàng, chứng duyên rất nhiều, cho nên rất nhiều kiếp trải qua thời gian rất lâu dài cũng không dễ dàng thành tựu. Thị dĩ vãng thánh tiền hiền, nhân nhân xu hướng. Vì lý do này cho nên các bậc thánh nhân và hiền nhân xưa kia, người người là tổ sư nhiều đời về trước, tất cả những bậc thánh hiền này đều mong cầu sanh tịnh độ. Thiên kinh vạn luận, xứ xứ chỉ quy, tất cả kinh điển do Phật nói ra và các bộ luận do chư tổ sư tạo, mỗi một bộ kinh, mỗi một bộ luận và mỗi một bộ luận đều là chỉ quy tịnh độ, mục đích cuối cùng đều là dạy chúng ta cầu sanh tịnh độ. Mà thế tu hành vô việt ư thử. Chúng ta nay ở thời đại mạt pháp tu hành, không có pháp môn nào có thể vượt qua pháp môn tịnh độ. Đây là pháp môn phương tiện nhất, dễ dàng nhất, trực tiếp nhất, đơn giản nhất. Nhân kinh xưng, thiểu thiện bất sanh, đa phước nãi trí. Nhưng mà kinh A-di-đà nói, bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên, đắc sanh bỉ quốc. Không thể chỉ có chút ít nhân duyên phước đức căn này mà được sanh về nước kia. Cần phải gieo trồng nhiều thiện căn, phun bồi nhiều phước đức mới được vãng sanh. Cũng chính là cần phải tu nhiều phước báu mới có thể đến được cõi kia. Ngôn đà phước tắc mạc nhược chấp chỉ danh hiệu. Như thế nào mới có thể phun trồng được nhiều phước đức? Chúng ta niệm Phật chính là gieo trồng phước đức rất lớn, tức là tăng trưởng phước đức cho chúng ta. Ngôn đà thiện tắc mạc nhược phát quảng đại tâm. Sao gọi là căn lành lớn? Chính là phải phát tâm bồ đề rộng lớn. Thị dĩ tạm trì thánh hiệu, thắng ngư bố thí bách niên. Vì thế cho nên dù chỉ trong thời gian ngắn ngủi thọ trì danh hiệu Đức Phật A-di-đà cũng lớn hơn dùng bảy báu bố thí trong trăm năm. Nhất phát đại tâm, siêng quá tu hành lịch kiếp. Một niệm phát tâm rộng lớn thì có thể vượt qua sự tu hành trong nhiều kiếp. Cái niệm Phật bổn kỳ tác Phật, cái tức là nói tổng quát, tóm lại. Tại sao cần phải niệm Phật? Niệm Phật chính là muốn thành Phật.
Nếu không muốn thành Phật thì không cần phải niệm Phật, cho nên đại tâm bất phát, tắc tùy niệm hè vi. Nếu ông không phát tâm rộng lớn, không phát tâm bồ đề, niệm Phật để làm chi? Không cần phải niệm Phật, phát tâm nguyên vị tu hành, tịnh độ bất sanh, tắc tùy phát dị thối. Tại sao cần phải phát tâm? Chính là vì để tu hành. Nếu không cầu sanh tịnh độ, tuy có phát tâm rộng lớn cũng dễ dàng thối thất tâm bồ đề. Thị tắc hạ bồ đề trùng, gieo hột giống bồ đề, tức là phát tâm rộng lớn. Cành dĩ niệm Phật chi lê, niệm Phật như dùng lưỡi cày nơi đó cày ruộng, đạo quả tự nhiên tăng trưởng. Vậy khi ông vừa niệm Phật thì ở bên thế giới Tây phương Cực Lạc liền sanh ra đóa hoa sen, thừa đại nguyện thuyền nhập ư tịnh độ chi hà, của chiếc thuyền đại nguyện của Đức Phật A Di Đà vào trong biển lớn tịnh độ Tây phương quyết định vãng sanh. Ông ngồi chiếc thuyền đại nguyện chấp trì danh hiệu Phật thì nhất định vãng sanh thế giới Cực Lạc, vãng sanh vào cõi tịnh độ. Thị vì phát bồ đề tâm đệ cửu nhân duyên giã, đây là nhân duyên thứ 9 của sự phát tâm bồ đề. 10. Linh chánh pháp cửu trụ nguyên văn. Âm Hán Việt: Vân hạ linh chánh pháp cửu trụ, vị ngã thế tôn vô lượng kiếp lai, vị ngã đẳng cố tu bồ đề đạo, nan hành năng hành, nan nhẫn năng nhẫn, nhân viên quả mãn, tọa trí thành Phật, ký thành Phật dĩ, hóa duyên châu cật, nhập ư tiết bản, chánh pháp tượng pháp, gia dĩ diệt tận, cẩn tồn mạt pháp, hữu giáo vô nhân, tà tránh bất phân, thị phi mạc biện, cạnh tranh nhân ngã, tận trục lợi danh, cử mục thao thao, thiên hạ giai thị, bất chi Phật thị hà nhân, pháp thị hà nghĩa, tăng thị hà danh, suy tàn trí thử, đãi bất nhẫn ngôn, mối nhất tư cập, bất giác lệ hạ, ngã vi Phật tử, bất năng báo ân, nội vô ích ư kỷ, ngoại vô ích ư nhân, sanh vô ích ư thời, tử vô ích ư hậu, thiên tuy cao bất năng phú ngã, địa tuy hậu bất năng tải ngã, cực trọng tội nhân, phi ngã nhi thủy. Dịch: Thế nào là làm cho Phật pháp tồn tại lâu dài? Đức Thế Tôn của ta từ vô lượng kiếp đến nay vì chúng ta mà tu đạo bồ đề, ngài đã làm việc khó làm, nhẫn sự khó nhẫn, nhân tròn quả mãn mới được thành Phật. Sau khi thành Phật, giáo hóa tròn đầy, nhập vào niết bàn. Này thì thời kỳ chánh pháp tượng pháp đã diệt tận, chỉ còn tồn tại thời kỳ mạt pháp. Giáo pháp còn đó mà không người hành trì, tà tránh không phân, thị phi lẫn lộn, tranh giành nhân ngã, mãi chạy theo danh lợi, mở mắt ra là thấy đầy dãy thiên hạ đều là như vậy. Chẳng biết, chẳng ai biết Phật là bậc nào, pháp là nghĩa gì, tăng là người chi, suy tàn đến thế, bất nhẫn thốt ra lời. Mỗi khi nghĩ đến bất giác rơi lệ, ta là con Phật mà ta không thể báo đáp ơn đức của ngài, trong vô ích cho mình, ngoài vô ích cho người, sống vô ích đương thời, chết vô ích mai sau, trời tuy cao cũng không che nổi ta, đất tuy dày cũng khó trở ta, tội nhân cực trọng, không phải ta thì là ai? Giảng: Vân hà linh chánh pháp cửu trụ, vân hà là như thế nào? Như thế nào khiến cho chánh pháp tồn tại lâu dài, khiến cho chánh pháp không bị diệt vong? Vị ngã Thế Tôn vô lượng kiếp lai, vị là những điều nói ra, Thế Tôn là danh hiệu khác của Đức Phật. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni từ vô lượng kiếp cho đến nay, vị ngã đẳng cố tu bồ đề đạo. Đức Phật tại sao muốn tu hành thành Phật? Ngài muốn tu hành thành Phật vì để cứu độ tất cả chúng ta liều khổ được vui, khiến chúng ta đều được liễu thoát sanh tử, không bị luân chuyển trong vòng luân hồi sanh tử. Cho nên Đức Phật mới tam kỳ tu phước huệ, bát kiếp trùng tướng hảo. 3. A tăng kỳ tu phước huệ, trăm kiếp vun trồng tướng tốt. Tam kỳ tức là ba đại tăng kỳ kiếp. A tăng kỳ là tiếng Phạn, tàu dịch là vô lượng số. Ba đại A tăng kỳ kiếp tức là ba số lớn vô lượng. Vô lượng số này là một trong 16 số mục lớn. Vậy ba vô lượng số lớn, bạn thử nghĩ xem thời gian bao lâu? Rất dài, rất dài. Trong ba vô lượng số kiếp này, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vì để giáo hóa chúng sanh, vì để tu thành Phật, vì để phát tâm bồ đề, ngày xả sanh rồi lại thọ sanh, cho nên mỗi hạt vi trần đều là nơi Đức Phật bỏ sanh mệnh. Như xả thân cứu cọp, Đức Phật nhìn thấy một con cọp già tuy rất độc ác nhưng đã sắp chết đói. Đức Phật ngay cả thân mệnh của mình cũng không cần cho con cọp ăn, khiến nó được sống. Sự hy sinh vĩ đại này không ai có thể sánh bằng. Chúng ta đều là những người tham sống sợ chết, không một ai dám hy sinh mạng sống thành tựu cho người khác, khiến người khác được sống. Vậy thì Đức Phật ở trong thời gian dài đằng đẵng ba đại A Tăng kỳ kiếp, đời đời kiếp kiếp đều lấy danh mạng bố thí cho chúng sanh, cho nên chúng ta cần phải báo đáp ân sâu của Phật,
như chúng ta hiện nay, xưa kia, hoặc là đã ăn thịt của Phật, uống máu của Phật. Cho nên chúng ta hiện nay tin Phật, cần nên báo đáp ân sâu của Phật. Đức Phật vì muốn chúng ta được sống, phải hy sinh thân mạng của mình. Vì thế chúng ta cần phải nhớ ơn Đức Phật. Nan hành năng hành, nan nhẫn năng nhẫn. Tại sao gọi là việc làm khó làm? Làm việc khó làm chính là những việc mà người thường làm không được. Ngài có thể làm được như xả bỏ đầu mắt tủy não, đầu mắt của mình để có thể bố thí cho người. Không phải chết mới bố thí cho người, đang sống cũng có thể bố thí. Bạn cần con mắt, Ngài sẽ bố thí mắt cho bạn. Bạn có bệnh, cần có não để người, não người để trị. Ngài sẽ không cần đến danh mạng của mình, đem não bố thí cho bạn, cứu độ bạn. Tủy là cốt tủy, cốt tủy của mình cũng bố thí cho người. Không những đổ mắt não tủy mà quốc thành thế tử cũng bố thí luôn. Quốc là đất đai của Ngài cũng không cần nhường cho kẻ khác. Thành là thành trì tài sản của mình cũng nhường cho kẻ khác. Vợ thì mọi người rất khó xả bỏ, Ngài cũng có thể xả bỏ tặng cho người. Con cũng có thể tặng cho người. Nội tài là đầu mắt não tủy, Ngài có thể bố thí. Ngoại tài là quốc thành thế tử, Ngài cũng có thể bố thí. Có người cần chăng, Ngài đều bố thí cho, vì thế không ai có thể sánh được với Ngài, không ai có thể hy sinh được như Phật. Cho nên Phật tu đạo Bồ Đề là làm những việc khó làm, nhẫn những việc khó nhẫn. Những việc mà người ta không thể nhẫn, Ngài đều có thể nhẫn. Nhân viên quả mãn, tọa trí thành Phật, Ngài trồng nhân đã được viên mãn, cho nên quả báo cũng được viên mãn thành tựu. Vì thế thành tựu Phật quả, ký thành Phật dĩ, hóa duyên châu cật, nhập ư niết bàn. Sau khi đã thành Phật, những chúng sanh cần giáo hóa đều giáo hóa xong, Ngài nhập niết bàn. Thế nào là niết bàn? Niết bàn là không sanh không diệt, không có sanh tử, liễu thoát sanh tử. Chánh pháp tượng pháp, khi Đức Phật còn tại thế là thời kỳ chánh pháp. Thời kỳ chánh pháp mọi người đều tu hành, mọi người đều có thiền định, đều sẽ khai ngộ. Thời đó tu hành thì sẽ chứng quả thì sẽ liễu thoát sanh tử. Thời kỳ tượng pháp thì chỉ có hình tượng, người không chân chánh tu hành. Thời kỳ chánh pháp thì thiền định kiên cố, vừa ngồi thì có thể nhập định. Còn đến thời tượng pháp thì sao? Chỉ là ra bên ngoài, chính là chùa chiền kiên cố. Lúc đó mọi người đều ưa thích xây dựng chùa chiền, tạo tượng Phật, nên gọi là thời kỳ tượng pháp. Thời kỳ chánh pháp 1.000 năm, tượng pháp cũng 1.000 năm. Nay là thời đại mạt pháp. Mạt pháp chính là pháp đã ở trên đầu ngọn cây, nên vô cùng nhỏ bé, ít ỏi. Chánh pháp chính là thời kỳ gốc cây, tượng pháp là thời kỳ cành cây, còn mạt pháp đã lên ngọn cây. Thời kỳ mạt pháp có bao lâu? Thời kỳ mạt pháp là 1.000.000 năm, vì thế trừ đi hiện tại còn hơn 8.000 năm đều là thời kỳ mạt pháp. Nhưng ở trong thời kỳ mạt pháp, nếu có người chân chánh tu hành thì đó là chánh pháp trong thời mạt pháp. Thời kỳ mạt pháp có người ham thích xây dựng chùa chiền, tu sửa chùa chiền, tạo tượng Phật, đó là tượng pháp trong thời mạt pháp. Vậy nếu trong thời mạt pháp không có người tu hành, cũng không có người tạo tượng Phật, xây dựng chùa chiền, thì thật đúng là thời kỳ mạt pháp. Đến khi pháp sắp diệt, tất cả kinh Phật đều hủy diệt, chỉ có bộ kinh A-di-đà vẫn còn tồn tại trên thế giới này. Kinh A-di-đà còn trụ trên thế giới này 500 năm, rồi sau đó ngay cả kinh A-di-đà cũng không còn. Lúc đó chỉ còn một câu A-di-đà Phật. Câu danh hiệu A-di-đà Phật đại trụ trên thế gian 100 năm độ vô lượng chúng sanh. Sau đó Phật Pháp sẽ không còn nữa. Không ai biết được câu niệm Phật, cái gì cũng không hiểu. Chúng ta hiện nay vẫn là thời tốt, tuy ở thời kỳ mạt pháp vẫn có thể dụng công tu hành. Cho nên nay là chánh pháp tượng pháp, giai dĩ diệt tận, cần tồn mạt pháp. Thời kỳ chánh pháp tượng pháp đã diệt tận, chỉ còn tồn tại thời kỳ mạt pháp mà thôi. Hữu giáo vô nhân, thời kỳ mạt pháp có Phật giáo tồn tại nhưng không có người tu hành, ngôn hạnh của người tu hành đều trái ngược với giáo nghĩa của Phật giáo. Người xuất gia vốn không nên ăn thịt, uống rượu, có nữ nhân, nhưng họ lại phạm vào những việc này giống như người tại gia, đó có nghĩa là không còn pháp nữa. Hữu giáo có nghĩa là còn có danh từ Phật giáo, nhưng không có người tu hành. Hữu nhân là người tu hành chân chánh, không nhất định nói là người hoằng pháp. Không có người tu hành chân chánh, làm gì có người hoằng pháp, tự nhiên sẽ không có. Thời này thì như thế nào? Tà chánh bất phân, thị phi mạc biệt. Như những người mạo hiểm để cầu lợi danh, những người xuất gia mà không làm việc xuất gia, đó đều là tà chánh không phân. Ví dụ có một vài ngoại đạo họ cho rằng đây cũng là lễ Quan Âm mà, cũng là bái Quan Đế mà, lại là lễ cái gì, vân vân.
Những điều như thế, họ không biết cái nào là tà, cái nào là chánh. Tà chánh không phân thì phi cũng không biện biệt được. Cạnh tranh nhân ngã, tận trục lợi danh. Thường tranh hơn thua, yếu mạnh, cạnh tranh nhân ngã thị phi. Đều tranh danh tranh lợi, không phải chấp trước vào danh thì chấp vào lợi. Cứ mãi chạy theo danh lợi, cử mục thao thao, thiên hạ giai thị. Mở mắt ra mà nhìn, khắp thiên hạ đều là như thế. Thao thao vô tận như biển cả, mênh mông bát ngát. Những người này đều làm những việc danh lợi, đeo đuổi danh lợi. Vì thế, những vị theo tôi xuất gia mà còn chạy theo danh lợi thì tuyệt đối không thể được. Quyết không nên chung dòng như bẩn, cùng một ruột xấu xa. Chúng ta ở trong thời đại mạt pháp, nhưng quyết là một người đệ tử Phật chân chánh. Bất tri Phật thị hà nhân, không biết Phật là gì. Pháp thị hà nghĩa, pháp có nghĩa là muốn người dứt các điều ác, tăng trưởng điều lành, sửa đổi lỗi lầm, làm mới cuộc đời, muốn người hiểu rõ, nhưng mà họ không hiểu. Càng học càng hồ đồ, càng học càng không hiểu biết. Tăng thị hà danh, tăng có nghĩa là gì? Ngày Phật pháp tăng tam bảo mà cũng không biết. Thế nào là tăng? Không phải một người gọi là tăng, mà bốn người trở lên mới được gọi là tăng. Người thường cho rằng một người cũng gọi là tăng, đó là sai lầm. Tăng là mọi người cùng hòa hợp với nhau, lục hòa đồng trụ. Suy tàn trí thử, đãi bất nhẫn ngôn, ngay cả Phật pháp tăng cũng không hiểu. Suy tàn đến mức này khiến cho tôi thật nói không nên lời, tôi không có cách nào nói ra được. Mỗi nhất tư cập, bất giác lệ hạ. Mỗi khi nghĩ đến việc này, lệ rơi như mưa, lệ rơi như suối. Ngã vi Phật tử, bất năng báo ân, ta là người xuất gia, là đệ tử của Phật, mà không thể báo đáp ân đức của Ngài. Nội vô ích ư kỷ, ngoại vô ích ư nhân. Đối với bên trong mà nói, ta không có nỗ lực tu hành. Đối với mình không có lợi ích, bên ngoài cũng không lợi ích cho người. Sanh vô ích ư thời, tử vô ích ư hậu. Ta còn sống, khi ta còn sống thì vô ích đương thời. Khi chết rồi cũng không có gì ích lợi cho mai sau. Thiên tuy cao bất năng phú ngã, trời tuy cao cũng không dung chứa được ta ở giữa trời đất. Địa tuy hậu bất năng tả ngã, đất tuy dày ta cũng không có tư cách ở giữa trời đất cùng trời đất dung hợp. Cực trọng tội nhân phi ngã nhi thủy, tội nhân cực trọng nhất ngoài ta ra thì là ai? Không phải là người khác mà chính là ta. Đây là đại sư Tỉnh Am dạy người xuất gia chúng ta đều phải hồi quang phản chiếu, cần phải sám hối. Không phải ta thì là ai? Đó không phải người khác mà chính là ta. Cho nên chúng ta là người xuất gia, cần phải ghi nhớ, không nên tật đố chướng ngại người khác. Nguyên văn Hán Việt: do thị thống bất khả nhẫn, kế vô sở xuất, đốn vong bỉ lậu hốt phát đại tâm. Tuy bất năng vãn hồi mạt vận ư thử thời, quyết đương đổ hộ trì tránh pháp ư lai thế. Thị cố giai chư thiện hữu, đồng đáo đạo tràng, thuật vi giá ma, kiến tư pháp hội, phát tứ thập bát chi đại nguyện. Nguyện nguyện độ sanh, kể bách thiên kiếp chi thâm tâm, tâm tâm tác Phật, tùng ư kim nhật, tận vị lai tế, tất thử nhất hình, thệ quy an dưỡng. Ký đăng cửu phẩm hồi nhập ta bà, tỷ đắc Phật nhật trùng huy, pháp môn tái diện, tăng hải trường thanh ư thử giới, nhân dân bị hóa ư đông phương, kiếp vận vi chi cánh diên, tránh pháp đắc dĩ cửu trụ, thử tác khu khu chân thật khổ tâm, thị vi pháp bồ đề tâm, đệ thập nhân duyên giã. Dịch: vì thế mà đau lòng không thể nhẫn nổi, nhưng suy nghĩ lại thì lại thấy không có cách nào khác hơn, nên quên ngay tư cách quê mùa, liền phát tâm rộng lớn. Tuy không thể vãn hồi mạt vận ngay lúc này, nhưng quyết có thể hộ trì chánh pháp trong mai sau. Vì thế nên cùng với chư thiện hữu cùng đến đạo tràng soạn thuật sám pháp, lập pháp hội này, phát 48 điều đại nguyện, nguyện nguyện hóa độ chúng sanh, mong thâm tâm suốt trăm ngàn đời kiếp, tâm tâm thành Phật từ ngày hôm nay cho đến cùng tận đời vị lai. Hết một đời này nguyện sanh cực lạc, lên chính phẩm xong thì trở lại ta bà, khiến cho mặt trời Phật pháp rạng soi, pháp môn rộng mở để tăng giới được trong lặng ở cõi này, dân chúng được tiếp hóa ngay cõi phương đông, vận chánh pháp nhờ đó mà kéo dài thêm nữa, Phật pháp do đó được tồn tại lâu dài. Đây là tấm lòng khổ tâm chân thành, tha thiết nhỏ mọn của tôi, đó là nhân duyên thứ 10 của sự phát tâm Bồ Đề. Rằng: do thị thống bất khả nhẫn, nói đến đây ta thật đau lòng không thể nhẫn nổi, nhẫn việc khó nhẫn, nhưng cũng không thể nhẫn được. Kế vô sở xuất, ta cũng không có cách nào để trốn cho được nơi tụ hội của tội nghiệp, đốn vong bỉ lậu, hốt phát đại tâm. Vì thế lập tức quên đi mình tệ lậu hèn kém như thế, bèn phát tâm Bồ Đề rộng lớn,
Ta không thể làm kẻ tội nhân đại cực ác như thế. Ta cần phải phát tâm bồ đề rộng lớn, tùy bất năng vãn hồi mà vẫn ư thử thời. Tuy ta phát tâm bồ đề rộng lớn, không thể hoàn toàn vãn hồi cứu vớt khí số của thời mạt pháp, quyết đương đổ hộ trì chánh pháp ư lai thế. Nhưng ta quyết phát nguyện trong thời vị lai hộ trì chánh pháp. Tôi bảo với các ông, tại sao tôi phải trụ trì chánh pháp? Vì đời đời kiếp kiếp tôi đều phát nguyện hộ trì chánh pháp. Tôi quyết hành trì chánh pháp. Tôi từ vô lượng kiếp đến nay phát cái nguyện này, cho nên tôi đến đây nhất định cố gắng mà làm. Tôi nhất định phải trụ trì chánh pháp. Bất quản là bao nhiêu khó khăn gian khổ, dù là có người mắng tôi, hủy báng tôi, tật đố tôi, chướng ngại tôi đều phải trụ trì chánh pháp. Chí nguyện này tôi quyết không bao giờ buông thả lơi là. Thị cố giai chư thiện hữu, vì thế tôi nay cùng với các bạn lành đồng đáo đạo tràng cùng đến vạn Phật thành. Đến vạn Phật thành biết không, thuật vi sám ma kiến tư pháp hội, chúng ta đến chỗ này tu đại bi sám pháp. Quý vị có biết không, đến vạn Phật thành chính là đạo trường, đạo trường chính là vạn Phật thành, vạn Phật thành chính là đạo trường của mỗi vị. Quý vị cần phải ghi nhớ, không nên chê bỏ đạo trường lớn của mình. Tại sao đạo trường lớn này là của quý vị? Một mình tôi không dùng cho hết đạo trường lớn như thế, cho nên đây là của tất cả Phật giáo đồ toàn thế giới, không phải chỉ riêng mình tôi. Tôi bất quá chỉ ở chỗ này ngày ngày xem nhà cửa dùng quý vị. Quý vị đều rất bận rộn, đều muốn làm hoàng đế, làm tổng thống, đến mỗi chỗ mỗi nơi hoạt động công tác của quý vị, hoặc là làm ông chủ, hoặc là làm tổng giám đốc, hoặc là ở trong nhà làm ông chủ, mỗi người đều có chức vụ của mình. Chỉ có tôi là người thất nghiệp, không có chức nghiệp gì, ở đây làm công cho quý vị, trong nhà cửa cho quý vị. Cho nên đợi quý vị làm hoàng đế, làm tổng thống, lúc đó quý vị cần phải phát tâm lớn để hộ trì vạn Phật thành. Nói, ô thầy, thầy cứ nói đùa hoài, ông làm sao biết được sau này ông không làm tổng thống? Ông làm sao biết được ông kiếp sau không làm hoàng đế? Ông đời sau làm hoàng đế vì ông phát nguyện, kiếp sau khi tôi làm hoàng đế nhất định sẽ ủng hộ vạn Phật thành. Ta dùng điện kim lan của ta tu sửa vạn Phật thành, dùng vàng xây dựng Phật điện nguy nga tráng lệ như điện kim lan. Đây là điều không biết trước được, không thể đoán được. Cho nên đệ tử hoàng đế của tôi, này ông không muốn trở về hoàng cung, tôi hỏi ông tam cung lục viện thì làm sao? Ông ta nói không quản đến, kêu cả tam cung lục viện đến vạn Phật thành, kêu họ đến vạn Phật thành thì chỗ này biến thành một nơi tu hành học đạo. Cho nên đây là điều rất quan trọng. Chúng ta sang năm, từ ngày 21 tháng 7 âm lịch, buổi tối sái tịnh, ngày 22 chính thức cử hành thất địa tạng, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, hoặc là niệm án Mani Bát Di Hồng. Trước kia chúng ta đã thử đả thất án Mani Bát Di Hồng, ngày đêm 6 thời, 3 phiên thay đổi. Phiên thứ nhất niệm 8 tiếng thì thay phiên khác, phiên này lại niệm 8 tiếng rồi đổi phiên khác, cứ luân phiên đổi ca, trong 7 ngày thanh âm này không bao giờ gián đoạn. Sau khi viên mãn thất, tôi nhìn thấy những đứa bé Mỹ đều rất thích thú, rất có thành tâm, bèn viết một bài vũ trụ bạch để làm kỷ niệm pháp hội đó. Vậy sang năm chúng ta cùng nghiên cứu, các ông muốn niệm án Mani Bát Di Hồng cũng được, muốn niệm Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được. Chúng ta dùng 7 ngày, một ngày 6 thời để niệm Phật. Lần trước không biết mỗi ca là 8 giờ hay là 12 giờ, tôi cũng không quản đến tự họ niệm, tôi cũng không có tham gia. Các ông không nên cho rằng ở đây mỗi Phật sự tôi đều phải tham gia. Như có người nói, à chúng con ngồi thiền cũng không thấy thầy đến, ngày ngày tôi đều ở đây. Ông nhìn không thấy thì lại trách ai? Ông không có mắt, làm sao nhìn thấy được tôi? Tôi đến, ông cũng không biết, vì bước chân tôi đi nhẹ, không phát ra tiếng. Tôi đi qua bên cạnh ông cũng không biết, không phải nói chuyện thần thoại mà đích xác là như thế. Lại cho rằng không nhìn thấy tôi, không nhìn thấy tôi. Ông đến đây, vậy ông nhìn thấy ai? Vậy ngày 22 bắt đầu đả thất địa tạng, ngày 22, 23, 24, 25, 26, 27, ngày 27 thì viên mãn, ngày 28, 29, 30, mấy ngày này đều có bái Phật, có niệm Phật. Chúng ta pháp hội lần này khoảng 10 ngày, 11 ngày, nếu các ông ai hoan hỷ đến, một mình đến cũng tốt, đoàn thể đến cũng tốt. Nhưng khi đến nhất định phải thông báo trước cho chúng tôi để chúng tôi chuẩn bị chỗ ở, bố trí các ông đến đây dụng công biện đạo. Điều này rất cần thiết, không nên thình lình mà đến, khiến chúng tôi không có thời gian bố trí sắp đặt. Trong thời gian đả thất, chúng tôi càng không thể đi đón người, cũng không thể đưa tiễn người. Cho nên trong vạn Phật thành của chúng ta, sau này bất luận ai đến, chúng ta cũng không tiếp, cũng không đưa, đều xem như người nhà đến chỗ này. Nếu như chúng tôi tiếp rước đưa tiễn thì lãng phí rất nhiều thời gian của người dụng công tu hành học đạo ở đây, làm cho ông không có công đức.
Vì thế, để thành tựu công đức của quý vị, chúng ta hai bên cần phải yên ổn vô sự. Nếu là người nhà, không nên khách sáo. Điểm này hy vọng quý vị đặc biệt chú ý. Quan trọng nhất là người hút thuốc khi đến chỗ này cũng phải đi khám sức khỏe. Quăng bỏ tất cả thuốc hút gì đó trên máy bay, không nên đem đến Vạn Phật Thành. Đem đến Vạn Phật Thành, dù ông không hút thuốc, cũng cho Vạn Phật Thành xông nồng mùi thuốc lá, thật không chịu nổi. Chúng tôi thật không chịu nổi mùi thuốc. Tôi có lúc giống như nói đùa vậy, nhưng nói người của Vạn Phật Thành giống như rắn vậy, rất sợ thuốc. Lại giống như con sâu vậy, những con sâu này khi ông vừa hút thuốc nó liền chạy hết. Cho nên chúng tôi ở đây đều là những con sâu nhỏ, con kiến nhỏ, con muỗi, con ruồi, ở chỗ này ong ong, vo ve. Vậy quý vị khi đến đây ghi nhớ không nên bắt nạt ăn hiếp chúng tôi là những con sâu nhỏ. Khi soạn thuật giám pháp, lập pháp hội này cần phải phát tứ thập bát chi đại nguyện, nguyện nguyện độ sanh, mỗi nguyện đều là hóa độ chúng sanh. Kỳ bách thiên kiếp chi thâm tâm tâm tác Phật. Chúng ta dùng thâm tâm trong thời gian trăm ngàn muôn kiếp, dùng tâm này làm cái gì? Chính là muốn thành Phật. Tùng ư kim nhật, tận vị lai tế, từ ngày hôm nay cho đến cùng tận đời vị lai, tất thử nhất hình, thể quy an dưỡng. Đời này nguyện sanh thế giới cực lạc, chính là khi ta mạng chung nhất định sanh vào thế giới cực lạc, an dưỡng chính là thế giới cực lạc. Ký đăng cửu phẩm hồi nhập ta bà, đã lên chín phẩm hoa nở thấy Phật. Sau khi thấy Phật thì trở lại thế giới ta bà, tỷ đắc Phật nhật trùng huy, pháp môn tái diễn, khiến cho mặt trời Phật Pháp lại huy hoàng sáng chói. Pháp môn lần nữa diễn dương rộng mở, tăng hải trừng thanh ư thử giới. Chư tăng đều trừng thanh, thanh tịnh, chẳng có những người không tu hành. Nhân dân bị hóa ư đông phương, tất cả nhân dân đều được Phật giáo hóa. Được giáo hóa nơi cõi đông phương, tiếp vận vi chi cánh diên. Chánh pháp của Phật vì đó được kéo dài thêm nữa. Không phải nói kiếp vận kéo dài mà là chánh pháp kéo dài, kiếp vận sẽ không còn nữa. Chánh pháp đăng dĩ kiểu trụ, nếu người người đều tu hành dụng công biện đạo, người người đều không có lòng ích kỷ, không có tâm cầu danh cầu lợi, không có tâm tham, không có những dục niệm, đó chính là chánh pháp tồn tại lâu dài. Thử tác khu khu chân thật khổ tâm, Đại sư Tịnh Am nói đây là sự khổ tâm nhỏ bé của tôi, vì Ngài khiêm nhường cho nên nói nhỏ bé vi tế không có sức mạnh gì. Là khổ tâm chân thành nhỏ bé yếu ớt. Thị vi phát bồ đề tâm, đệ thập nhân duyên giã. Đây là nhân duyên thứ 10 của sự phát tâm bồ đề. Quan sát kỹ càng, đã biết rồi thì nên bỏ cái gì, lấy cái gì. Chính là bỏ tà, bỏ ngụy, bỏ tiểu, bỏ thiên. Cái tà, cái ngụy thì cần phải bỏ đi. Cái nhỏ, cái thiên cũng cần phải bỏ đi. Lấy chân, lấy đại, lấy viên, cần phải lấy chân. Lấy chánh, lấy chân, lấy đại, lấy viên. Phát tâm như vậy mới được gọi là chân chánh phát tâm bồ đề. Phát tâm như thế mới có thể gọi là chân chánh hiểu rõ phát tâm bồ đề, sau này mới có thể viên mãn bồ đề rộng lớn như hư không. 3. Lưu thông phần nguyên văn. Âm Hán Việt: Như thị thập duyên bị thức, bát pháp châu chi, tác xu hướng hữu môn, khai phát hữu địa, tương giữ đắc thử nhân thân, cư ư hoa hạ, lục căn vô dạ, tứ đại khinh an, cụ hữu tín tâm, hạnh vô ma chướng, huống kim ngã đẳng, hiệu đắc xuất gia, hiệu thọ cụ giới, hiệu ngộ đạo tràng, hiệu văn Phật Pháp, hiệu chiêm xá lợi, hiệu tu sám pháp, hiệu trị thiện hữu, hiệu cụ thắng duyên. Bất ư kim nhật, phát thử đại tâm, cánh đái hạ nhật, duy nguyện đại chúng, mẫn ngã ngu thành, lân ngã khổ trí, đồng lập thử nguyện, đồng phát thị tâm, vị phát giả kim pháp, dĩ phát giả tăng trường. Dĩ tăng trưởng giả kim linh tương tục, vật úy na nhi thối khiếp, vật thị dị nhi khinh phủ, vật dục tốc nhi bất kiểu trường, vật giải đãi nhi vô dũng mãnh, vật ủy mỹ nhi bất chấn khởi, vật nhân tuần nhi cánh kỷ đãi, vật nhân ngu độ như nhất hướng vô tâm, vật dĩ can thiền nhi tự bỉ vô phận, thí trừ trùng thọ trùng cửu tắc, can thiền nhi nhật thâm, hiệu như ma đao, ma kiểu tác đao, độ nhi thành lợi, khởi khả nhân thiện vật trùng, nhậm kỳ tự khô, nhân độn phất ma, trí chi vô dụng, dịch như trên vậy. 10 nhân duyên đã hiểu rõ, 8 tướng trạng đã biết, thì xu hướng có lối, phát tâm có chỗ. Chúng ta nên được thân người, ở xứ hoa hạ, 6 căn khỏe mạnh đầy đủ, tứ đại nhẹ nhàng, an lạc, tín tâm đầy đủ, may mắn, lại không có chướng. Huống chi chúng ta ngày nay còn được xuất gia, được thọ cụ túc giới, được gặp đạo tràng, được nghe Phật Pháp, được chiêm bá xá lợi,
được tu tập sám pháp, được gặp bạn lành, được nhân duyên thủ thắng tốt đẹp. Nếu ngày nay không phát tâm rộng lớn thì còn chờ đến ngày nào? Cú xin đại chúng thương cho tâm thành ngu muội của tôi, xót cho chí nguyện khổ sở của tôi mà cùng lập nguyện ấy đồng phát tâm này. Nếu chưa phát thì nay phát, phát rồi thì tăng trưởng rồi thì tương tục không gián đoạn. Chớ sợ gian nan mà khiếp sợ thối lui, đừng cho dễ mà khinh thường. Hời hợt đừng ham mau mà chẳng đâu bền, đừng biếng nhác giải đãi mà thiếu dũng mãnh, đừng uể oải mà không khởi phấn khởi, đừng chần chờ mà kỳ hẹn mãi, đừng vì tối rốt mà cứ mãi vô tâm, đừng vì căn cơ cạn cợt mà tự khinh không có phần. Như trồng cây, trồng lâu thì dễ cạn ngày càng sâu, như mài dao, mài mãi thì dao đùi cũng thành sắc bén. Chẳng nên vì dễ cạn mà không trồng, mặc cây khô héo vì dao đùi mà không mài để dao vô dụng. Giảng: như thị thập duyên bị thức, bát pháp châu tri, ở trên đã hiểu rõ 10 loại nhân duyên là báo ân Phật, ân cha mẹ, ân sư trưởng, ân thí chủ, ân chúng sanh, nhớ khổ sanh tử, tôn trọng tánh linh của mình, sám hối nghiệp chướng, cầu sanh tịnh độ, khiến chánh pháp tồn tại lâu dài. Cũng hiểu rõ 8 pháp tả chánh chân ngụy, đại tiểu thiên viên, tác xu hướng hữu môn, khai phát hữu địa. Ông đã biết được đường lối tu hành như thế nào, làm như thế nào để khai phát tâm Bồ Đề cũng đã có chỗ. Từng giữ đắc thử nhân thân, cư ư hoa hạ. Ông này đã có các thứ nhân duyên, đã được thân người, lại ở xứ hoa hạ là đất Trung Quốc. Lục căn vô dạng, tứ đại thanh an. Lục căn mắt tai mũi lưỡi thân ý đều không có tật bệnh gì. 6 căn đều đầy đủ, tứ đại đất nước lửa gió cũng đều điều hòa. Cũng tức là không có bệnh tật gì. Cụ hữu tín tâm, hạnh vô ma chướng. Lại đầy đủ tín tâm không có ma chướng, làm chướng ngại sự tu hành học đạo của mình. Huống kim ngã đẳng, hiệu đắc xuất gia, hiệu thọ cụ giới. Lại nữa, chúng ta hôm nay lại được xuất gia, được thọ cụ túc giới, hiệu ngộ đạo tràng, hiệu văn Phật Pháp. Lại gặp được đại đạo trường vạn Phật thành. Lại có người vì ông giảng kinh thuyết pháp, hiệu chiêm xá lợi, hiệu tu sáng pháp. Vạn Phật thành của chúng ta cũng có xá lợi của Phật, lại được tu trì pháp hội đại bi sám, vân vân. Hiệu trị thiện hữu, hiệu cụ thắng duyên, lại gặp được rất nhiều bạn tốt, được đầy đủ các thứ nhân duyên thủ thắng đặc biệt. Bất ư kim nhật, phát thử đại tâm, cánh đãi hạ nhật. Nếu ông không phát tâm Bồ Đề rộng lớn trong ngày hôm nay, thì còn đợi đến ngày nào nữa? Duy nguyện đại chúng, mẫn ngã ngu thành, lân ngã khổ trí. Đại sư Tỉnh Am nói, cú xin đại chúng các ông thương xót cho tâm thành ngu si của tôi, thông cảm tôi, tương cho chí nguyện khổ tâm của tôi, đồng lập thử nguyện, đồng phát thị tâm, đồng phát 48 đại nguyện cũng là phát tâm nguyện này. Vị phát giả kim phát, nếu người chưa phát 48 nguyện này, thì nay phát, dĩ phát giả tăng trưởng. Đã phát 48 nguyện rồi thì càng ngày càng làm cho nó tăng trưởng rộng lớn lên. Dĩ tăng trưởng giả kim linh tương tục, đã càng ngày càng làm cho tăng trưởng, nay cần phải tương tục không gián đoạn phát tâm Bồ Đề. Vật úy nan nhi thối khiếp, ông không nên sợ gian nan mà sanh lòng khiếp sợ thối lui. Vật thị dị nhi khinh phủ, ông cũng không nên nhìn thấy những việc dễ dàng mà khinh thường hời hợt. Vật dục tốc nhi bất cửu trường, ông cũng không nên ham mau. Nếu không tâm đã phát cũng dễ chẳng lâu bền. Cần có tâm lâu bền, không nên làm để cầu lợi. Nói tôi đầu cơ, lợi dụng thời cơ kiếm lợi thì có thể tu thành Phật. Không bao giờ đầu cơ kiếm lợi mà có thể thành Phật. Quý vị, ở đây tôi lại nhớ trước kia giải 42 thủ nhãn. Có người tu được vài năm, cảm thấy không có chi thành tựu bèn không tu nữa. Đó gọi là thối lui, không thể lâu bền được. Vật giải đãi nhi vô dũng mãnh, ông không nên giải đãi biếng nhát, một chút tâm dũng mãnh cũng không có. Vật hủy mỹ nhi bất chấn khỏi, ông cần phải phấn chấn, phấn khỏi, chớ nên ủ rũ chán nản. Lôi thôi không dứt khoát, cần đoạn mà không đoạn. Vật nhân tuần nhi cánh kỷ đãi, ông cũng không nên trần chờ kỷ hẹn mãi. Nhân tuần chính là chậm chạp kỷ hẹn, không rõ mãnh tinh tấn. Kỷ đãi là lần lượt chờ đợi, nói ta này không tu hành, đợi khi nào sắp xếp xong mọi việc rồi sẽ tu. Tu hành học đạo thì không thể chờ đợi kỷ hẹn mãi. Vật nhân ngu độ nhi nhất hướng vô tâm, ông không nên vì mình ngu si mà không phát tâm Bồ Đề. Vật dĩ căn thiện nhi tự bỉ vô phận, cũng không nên cho rằng căn cơ của mình cạn cợt, Phật đạo xa vời vợi, không thể thành tựu, không có tư cách thành Phật, không nên có tâm như thế. Ở đây đưa ra ví dụ, tí chư trùng thọ, trùng cửu tắc căn thiển nhi nhật thâm.
Như trồng cây, khi mới trồng thì rễ của nó rất cạn, nhưng khi trồng lâu rồi, ngày này qua ngày kia thì rễ của nó cắm sâu vào lòng đất, hiệu như ma đao, ma kiểu tắc đôn, tắc đao độ nhi thành lợi. Lại thí dụ mài dao, vốn là dao rất cùn, nhưng mà mài lâu ngày thì nó cũng thành con dao sắc bén. Khởi khả nhân thiện vật trụng, trùng nhập kỳ tự khô. Ông không nên vì mới trồng cây rễ rất cạn mà không trồng nữa, mặc cho cây khô héo. Ông không trồng nó thì nó sẽ chết khô. Nhân độn phất ma, trí chi vô dụng. Cũng không nên vì dao cùn mà không dùng đá mài nó, quăng nó vào một góc, nói dao này rất cùn, không dùng nữa. Nguyên văn: Âm Hán Việt, hiệu nhược dĩ tu hành vi khổ, tắc bất tri giải đãi vi khổ, tu hành tắc cần lao tạm thời, an lạc vĩnh kiếp, giải đãi tắc thâu an nhất thế, thọ khổ đa sanh, huống hồ dĩ tịnh độ vi chu hàng, tắc hà sầu thối truyền, hiệu đăng vô sanh vi nhẫn lực, tắc hà lượng gian nan, đương trì địa ngục tội nhân, thượng phát bổ đẻ ư vãng kiếp, khởi khả nhân luân Phật tử, bất lập đại nguyện ư kim sanh, vô thủy hôn mê, vãng giả ký bất khả gián, nhi kim giác ngộ, tương lai do thượng khả truy, nhân mê nhi vị ngộ, cố khả ai lân, cầu tri nhi bất hành, viu vi thống tích, nhược cụ địa ngục chi khổ, tác tinh tấn tự sanh, nhược điểm vô thường chi tốc, tác giả đãi bất khỏi, hiểu tu dĩ Phật pháp vi tiên sách, thiện hữu vi đẻ hòe, tháo thứ phất ly, trung thân y lại, tác vô thối thất chi ngu hĩ, vật ngôn nhất niệm khinh vi, vật vị hư nguyện vô ích, tâm trần tác sự thật, nguyện quảng tác hạnh tâm, hư không phi đại, tâm vương vi đại, kim cương phi kiên, nguyện lực tối kiên, đại chúng thành năng bất khí ngã ngữ, tác bồ đề quyến thuộc tùng thử liên nhân, liên xã tông minh, tự kim đế hào, sở nguyện đồng sanh tịnh độ, đồng kiến di đà, đồng hóa chúng sanh, đồng thành chánh giác, tác an trì vị lai, tam thập nhị tướng, bách phước trang nghiêm, bất tùng kim nhật, phát tâm lập nguyện nhi thủy giã, nguyện giữ đại chúng cộng miễn chi, hạnh thậm. Dịch: Lại nữa, nếu cho tu hành là cực khổ mà không biết biếng nhác lại còn khổ hơn. Tu thì khó nhọc tạm thời mà an vui vĩnh kiếp, còn biếng nhác thì một đời tạm nhà nhưng lắm kiếp chịu sự khổ đau. Huống chi lấy pháp môn tịnh độ làm thuyền tàu thì lo gì thối chuyển, lại được vô sanh làm sức nhẫn thì sợ gì khó khăn. Nên biết kẻ tội nhân trong cõi địa ngục mà còn phát tâm bồ đề từ bao kiếp trước, huống chi đã làm người lại làm con Phật mà không lập đại nguyện ngay trong đời này. Tiểu vô thỉ đến nay hôn mê mờ mịt, việc gì đã qua rồi đã không thể cản ngăn, mà ngày nay tỉnh ngộ những việc trong tương lai còn có thể theo. Mê mà chưa ngộ cố nhiên đáng thương, còn biết mà không làm mới càng đáng tiếc. Nếu sợ cái khổ địa ngục thì sự tinh tấn tự sinh, nhớ cái vô thường tấn tốc thì tính biếng nhác không khởi. Lại nữa, cần lấy Phật pháp làm roi dục, lấy thiện hữu làm tay dắt, trong khoảnh khắc cũng không tách rời, suốt cả một đời vẫn cố nương theo, thì không lo lắng còn có sự thối chuyển nữa. Chớ bảo một niệm phát nguyện là nhỏ nhặt, đừng cho nguyện xuông là vô ích. Tâm chân thì sự thật, nguyện rộng thì hạnh sâu, hư không chẳng rộng lớn, tâm vương mới lớn, kim cường đâu có cứng chắc, nguyện lực mới chắc. Đại chúng nếu không chê bỏ lời tôi thì quyến thuộc bồ đề từ đây kết hợp, bạn hữu liên xã từ đây kết giao, sở nguyện đồng sanh tịnh độ, đồng thấy di đà, đồng hóa chúng sanh, đồng thành chánh giác. Như vậy đã biết đâu 32 tướng tốt và trăm phước trang nghiêm sau này chẳng bắt đầu từ sự phát tâm lập nguyện trong ngày hôm nay. Nguyện cùng đại chúng chung nhau nỗ lực, như thế thật vô cùng may mắn. Giảng: Hiệu nhược dĩ tu hành vi khổ. Nhược là giả thiết. Giả như ông cảm thấy tu hành là một việc cực khổ không chịu nổi, ăn một bữa cũng cảm thấy rất khó khăn, không ăn thịt thì cảm thấy rất thèm, điều này không được làm, điều kia cũng không được làm, há chẳng phải là không được tự do chăng? Tắc bất tri giải đãi viu khổ, nhưng ông lại không biết, nếu ông không tu hành giải đãi biếng lười còn khổ hơn tu hành. Khổ của tu hành chỉ là cực khổ nhất thời mà được an vui vĩnh viễn, nhưng nếu ông không tu hành thì vĩnh viễn ở trong biển khổ. Nhất thời ông cảm thấy ở nhà tốt, mặc đồ đẹp, ăn món ngon, vui chơi hưởng thụ, nhưng đó chỉ là tạm thời, không phải là vĩnh viễn. Nếu ông tạo tội nghiệp, vĩnh kiếp đều là khổ đau. Tu hành tắc cần lao tạm thời, an lạc vĩnh kiếp. Tu hành chỉ là nhất thời, cảm thấy không được hưởng thụ, nhưng nếu ông tu hành thành công thì vĩnh viễn an lạc trong thế giới cực lạc,
không còn chịu sự khổ đau, giả đãi đắc thâu an nhất thế, thọ khổ đa sanh. Ông giả đãi chính là làm biếng, trốn việc, sống cầu an qua ngày đoạn tháng, đó chỉ là một đời này cảm thấy được hưởng phước hưởng thụ, nhưng sau này vĩnh viễn, hoặc là đọa địa ngục sanh, hoặc là sanh vào ngạ quỷ, làm súc sanh, chịu sự đau khổ. Huống hồ dĩ tịnh độ vi chu hà, tắc hà sầu thối truyền. Cũng chỉ lấy pháp môn tịnh độ làm chiếc thuyền đưa chúng ta ra khỏi biển khổ, thì không phải lo lắng chịu cảnh khổ đau nữa. Thối truyền thì sẽ nhận lấy cảnh khổ đau, hiểu đắc vô sanh, phi nhẫn lực, tắc hà lự gian nan. Ông được vô sanh pháp nhẫn, vô sanh pháp nhẫn thì không cảm thấy có gì là đau khổ để nhẫn, cũng không có gì an vui mà mong cầu. Đã không nhẫn cũng không ham cầu, vô sanh pháp nhẫn này không thấy khổ, cũng không thấy vui, cũng không thấy sanh, cũng không thấy diệt. Vậy ông còn sợ gian nan chi nữa? Không nên sợ gian nan cực khổ. Đừng trì địa ngục tội nhân, thượng phát bổ đề ư vãng kiếp. Ông nên biết kẻ tội nhân đọa vào địa ngục, vì xưa kia họ cũng đã phát tâm bổ đề, cho nên tùy đọa địa ngục nhưng lại rất nhanh thoát khỏi cảnh địa ngục, lìa khổ được vui. Vậy thì khởi khả nhân luân Phật tử, bất lập đại nguyện ư kim sanh đã là như thế. Họ ở địa ngục phát tâm bồ đề đều có thể lìa khổ được vui. Huống chi chúng ta là con người tốt, lại là đệ tử tốt của Đức Phật, tại sao không thể phát đại nguyện trong đời này? Vô thủy hôn mê, vãng giả ký bất khả gián, từ vô lượng kiếp cho đến hôm nay, chúng ta đều không hiểu hôn mê mờ mịt. Những việc quá khứ thì không cách nào vãn hồi, như kim giác ngộ, tương lai do thượng khả truy. Mà nay chúng ta đã hiểu rõ, đã giác ngộ, đã hiểu rồi thì những việc trong tương lai còn có cơ hội vãn hồi. Nhân mê nhi vị ngộ, cố khả ai lân. Nếu ông vẫn còn ở trong mê muội không được giác ngộ, cố nhiên rất đáng thương xót, nhưng đó là vì ông ở trong mê cũng không biết là mê. Cầu tri nhi bất hành, viu vi thống tích. Mà ông đã biết, đã hiểu thì nên phát nguyện, nếu không phát nguyện thì càng đáng thương hơn. Nhược cụ địa ngục chi khổ, tắc tinh tấn tự sanh. Nếu ông sợ quả báo khổ trong địa ngục thì tự nhiên sẽ tinh tấn dõng mãnh thêm. Nhược địa vô thường chi tốc, tác giả đãi bất khởi. Nếu biết vô thường tấn tốc sẽ tìm chúng ta, thì sự biếng nhác giải đãi sẽ không khởi lên. Hiệu tu dĩ Phật pháp vi tiên sách, thiện hữu vi đề khỏe. Ông nên dùng Phật pháp để làm roi dục mình, khích lệ mình, khuyên nhắc mình, lại thêm bạn lành cùng nhau giúp đỡ, cùng nhau dắt dìu, tháo thứ phất ly, chung thân y lại. Tháo thứ là thời gian rất ngắn, cũng tức là dù trong khoảng thời gian rất ngắn cũng không lìa pháp môn này, không lìa Phật pháp. Chung thân y lai, tức là suốt đời nương theo Phật pháp, tắc vô thối thất chi ngu hĩ. Nếu được như thế thì sẽ không thối thất tâm bồ đề. Phật ngôn nhất niệm khinh vi, Phật vị hư nguyện vô ích. Ông chớ bảo rằng một niệm phát nguyện thì rất nhỏ nhạt, không gì quan trọng, cũng không nên nói rằng đó là phát cái nguyện lực hư vọng, không có ích lợi gì. Tâm chân tắc sự thật, nguyện quảng tắc hành thâm. Nếu tâm ông phát nguyện chân chánh thì đó là sự thật. Nếu phát nguyện quảng đại thì hạnh nguyện của ông sẽ càng tinh tấn, càng sâu rộng. Hư không phi đại, tâm vương vi đại. Hư không còn chưa được xem là lớn, tâm vương của ông mới là lớn. Tâm vương thì không có hạn lượng, kim cương phi kiên, nguyện lực tối kiên. Trên thế giới này, kim cương là kiên cố cứng chắc nhất, nhưng cũng không sánh bằng nguyện lực của ông. Ông không nên quên nguyện lực của ông, đó mới là kiên cố nhất. Đại chúng thành năng bất khí ngã ngữ, nếu có thể nghe lời của tôi, không quên lời của tôi, tắc bồ đề quyến thuộc, tùng thử liên nhân, thì quyến thuộc bồ đề từ đây kết hợp với nhau đều làm bà con thân thích. Liên xã tông minh tự kim đế hào, mọi người cùng nhau phát nguyện, cùng nhau niệm Phật, thì bạn hữu liên xã từ đây kết giao, sở nguyện đồng sanh tịnh độ, đồng kiến di đà, mọi người cùng vãng sanh tịnh độ, cùng nhìn thấy Đức Phật A-di-đà, đồng hóa chúng sanh, đồng thành chánh giác. Sau đó lại cùng nhau giáo hóa chúng sanh, đồng thành Phật đạo. Tắc an trì vị lai, tam thập nhị tướng, bách phước trang nghiêm, bất tụng kim nhật, phát tâm lập nguyện, nhi thủy giã. An trì nghĩa là làm sao có thể biết được vị lai chúng ta có thể thành Phật. Được 32 tướng tốt trang nghiêm giống như Phật, chẳng phải bắt đầu từ sự phát tâm bồ đề, lập nguyện bồ đề trong ngày hôm nay sao? Chúng ta sau này thành Phật đều bắt đầu từ ngày hôm nay. Nguyện giữ đại chúng cộng miễn chi, hạnh thậm hạnh thậm. Nguyện cùng đại chúng chung nhau nỗ lực, cùng nhau phát nguyện không thối thất tâm bồ đề, cùng nhau dõng mãnh tinh tấn hướng về phía trước. Nếu có thể được như thế thật là may mắn, thật là kiết tường. Lời của ban biên tập.
Thượng nhân năm 1979 và 1985 tại Vạn Phật Thánh Thành và Kim Sơn Thánh Tự giảng thuật văn khuyến phát Bồ Đề Tâm Văn, khuyến khích đệ tử phát tâm Bồ Đề, vì lúc đó thiết bị ghi âm sơ sài thiếu kém, cho nên một bộ phận ghi âm thiếu sót. Hôm nay vì để cho đại chúng được nghe lời dạy của Thượng nhân, trước đem các bài giảng năm 1985 chỉnh lý in ấn, vì trong đó có một số băng ghi âm thiếu sót không cách nào lấy được nguyên âm năm đó, cho nên xin lấy bài giảng năm 1979 để thay thế. Hết. Kệ hồi hướng công đức, nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi Phật tịnh, trên đèn bốn ơn nặng, dưới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe, nên phát tâm Bồ Đề, khi bỏ báo thân này, sinh về cõi Cực Lạc.